đâu phải có tiền mua được hạnh phúc, đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền, mà người tôi yêu thuở nào đã. Anh ơi, đỡ giùm em cái anh ơi. Thế em có sao không? Dạ. Không có sao hết, nhưng mà cái này là bị vấn đề gì cái chiều cao quá. Em chống chân không có tới. Đi chia chiếc xe mà nặng dữ vậy, mãi mốt lấy cái xe thấp thôi. Em biết rồi, nhưng mà tại ba em á, ổng giàu quá cho nên là bắt em đi mấy cái xe này để không có thua bạn thua bè. Dạ. Rồi hiểu luôn. Dạ. Chủ nhi thế kỷ 21. Ủa xe bị sao? Dạ anh làm ơn anh giá giùm em cái bánh sau đi anh. Ờ vậy hả? Dạ. Xe bị cán đinh hả em? Dạ không phải là đi ngoài đường bị cán đinh, mà tại tiền nhiều quá nên tự đâm lỗ đem vô tiệm giá. Anh Lương. Ủa My, em tới không chịu nói cho em biết trước. Em muốn anh bất ngờ. Vậy hả? Dạ. Em có mang đồ ăn đến cho anh nè. Anh lỡ tay sửa xe rồi, chờ anh xíu nha. Dạ. Anh ngồi đây đi. Ông anh. Hả? Ai vậy? Bạn gái anh. Trời đất ơi, bạn gái anh hả? Ừ. Bạn gái anh nhìn bén quá, sao anh nhìn cùi bắp quá vậy? Ủa chú em nói vậy là sao? Trời đất ơi, anh bây giờ anh thử anh nghĩ đi. Với cái nghề này của anh á, thì tới bao giờ anh mới có đủ tiền anh lo đám cưới cho người ta? Những cái cô gái mà lá ngọc cành vàng như vậy á, là phải thích hợp với những đại gia như em. Bây giờ mấy giờ anh nhường bạn gái anh cho em đi, em cho anh chiếc cái thác. Nè, bây giờ mày nói gì vậy? Hả? Có anh nhịn nhiều rồi nha. Anh. Bây giờ không sửa xe nữa. Thôi, đi về. Tỉnh anh, nó còn nhỏ mà. Nhỏ gì, nít quỷ với nhỏ gì. Đòi cua em kìa. Sao con người gì mà khó khăn dữ vậy? Để nó cứ... Anh ơi, em xin lỗi anh nha. Em biết là từ nãy tới giờ anh rất cọc em, nhưng mà chuyện này em sẽ không nhờ anh đâu. Chị ẩm em lên xe chị. Ẩm gì? Ẩm gì? Anh ơi, em tự lên lượt luôn rồi nè. Anh. Bây giờ anh giúp em một chuyện nha. Anh lấy cái lực tay anh đẩy giùm em cái đuôi xe để em đi về. Mày biến cho tao nha, biến nha. Tự đi em đề cái đã. Rồi đẩy đi anh. Cảm ơn anh nha. Chị ơi, chị dễ thương quá ha. Nhưng mà nhớ là đừng rời màn hình nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Anh buồn nữa rồi phải không? Tao nói đúng mà. Làm nghề sửa xe này, biết bao giờ mới đủ tiền để cưới em. Nhưng mà anh nghèo cả nào em vẫn yêu mình anh mà. Xin được chúc mừng nam diễn viên Minh Luân đã thực hiện xong phần thi của mình và buông nhau ra. Và cảm ơn Ngọc Nữ Bolero Tố My trong phần trợ diễn đối với nam diễn viên Minh Luân. Thứ nhất á, là người con trai Đồng Tháp này sao lúc nào cũng tay lắm chân bùn, lúc nào em hát cũng xuất sắc. Và riêng cái tập này nữa, với sự kết hợp của Ngọc Nữ Tố My, rất là ăn khớp với nhau. Cảm ơn cô. Một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là một vị giám khảo khác sẽ tranh luận, đó là vì sao mà Minh Luân từ đầu đến cuối là đóng vai thanh niên nghèo, nhưng mà luôn luôn có sức hút đối với nhân vật nữ, đối với nữ giám khảo. Nó nghèo nhưng mà nó vạm vỡ, và điều đó thì chắc chắn là nữ giám khảo Thanh Hà đồng ý với tôi. Tại sao mà mới vừa nói là các quý vị cười là ngay? Em xin lỗi hai chị. Thì em là con gái Đà Nẵng, mà Đà Nẵng nghĩ chi nuôi cái nước. Em à, em chỉ là mặc quần áo dơ bẩn và quẹt lên mặt thôi, nhưng mà em vẫn cứ lồng lộng đẹp. Chỉ hơi tiếc một điều là ngay cái câu đầu tiên là em hát cái câu là vì tôi nghèo nên không dám hở môi. Cái chữ môi của em đó nó hơi chênh. Em đến thăm tôi dù không đón mời, vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi. Cần chị nhắc nhở để cho em nhớ là mặc dù cái người đối diện với mình có đẹp cỡ nào cỡ này,
em cũng không được trên. Em vẫn có nói là nữ giám khảo Thanh Hà là giống thí sinh Minh Luân của mình ở cái sắc đẹp. Cái sắc đẹp của Minh Luân là thừa hưởng từ nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Đó là một trí tuệ minh mẫn ở bên trong, một thân hình cường tráng, thưa quý vị. Hôm nay thấy là càng ngày Minh Luân càng hát rất là tiến bộ và càng ngày càng mềm mại cái giọng hơn là cái mấy chương trình đầu. Bây giờ cái tình bolero cũng như cái nhạc bolero đã bắt đầu là ăn sâu vô là cái trái tim của Minh Luân rồi. Em có thể chọn công bố số điểm của hai vị giám khảo. Em muốn nghe số điểm từ chị Thanh Hà để em rút kinh nghiệm hơn. Và cô Phương Dung ạ. Em xin chị em nói trước, đúng ra là chị gửi cho em 10 điểm, nhưng mà vì hai cái chữ đó nó trên còn 9.75. Dạ, cảm ơn chị. Cô với lại người này có thần giao cách cảm hay sao? Đồng một cái số điểm là 9.75. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn quý bạn giám khảo. Mình là Việt Hòa, công việc của mình là sản xuất. Thành ra mình luôn rất là bận rộn, thường xuyên phải có mặt tại công ty. Cũng như bao doanh nhân khác, mình cũng rất là căng thẳng và nhiều khi rất là mệt mỏi. Nhưng có lẽ âm nhạc là cái nguồn động viên, nguồn tạo hứng khởi và âm nhạc là nguồn sống của mình. Và trong đêm hội ngộ hôm nay, Việt Hòa được bắt cặp với lại bạn Tuấn Hoàng. Chị Việt Hòa là một người rất là hòa đồng, dễ thương và chị có giọng hát rất hay, nó hơi lạ một chút. Tuấn Hoàng là một bạn rất là trẻ nhưng có cái giọng hát rất là đẹp và rất là nhiệt tình trong những cái lúc mà tập luyện với nhau. Thì Tuấn Hoàng có chỉ ra những cái luyến láy xử lý nhỏ trong phần hát làm cho cả hai hòa trộn lẫn nhau. Và hy vọng rằng với những cái lời ca và những sự cố gắng của mình và Tuấn Hoàng sẽ mang đến cho các bạn một buổi tối thật là đẹp và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho chúng mình. Không còn những chiều bâng khuâng.
đây với em mà ngỡ trong giấc mơ. Mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Đâu ta nhìn nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường chẳng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều. Phần thi của nữ doanh nhân Việt Hòa và cảm ơn sự trợ diễn của cựu Á quân solo cùng Bolero Tuấn Hoàng. Thanh Hà cũng nói luôn, Hà bắt lỗi bạn Hòa là đã hát sai cái trăng nhô lên cao mà hát là trăng treo trên vênh. Bài hát này là một bài hát đối với Đinh Thanh Hà, Hòa hát đúng nhất từ trước đến nay mà Hà biết. Bởi vì nhạc sĩ Lam Phương viết cái câu là nằm nghe sóng vỗ, sông vỗ từng lướt xa. Dạ đúng, Hòa hát đúng ba nốt và Thanh Hà thích nhất là cái cao độ đó của Hòa. Vâng, xin mời ý kiến của nữ giám khảo Họa My ạ. Hôm nay thì Họa My thấy là hai bạn hát cái bài hát này rất là tươi trẻ. Cái phần trình diễn thì hôm nay Việt Hòa có một cái sự thiếu sót. Hòa bị quên lời cái đoạn đầu, đoạn thứ nhì. Mắt em âu sầu là cả một trời mơ. Đôi tim hẹn ước. Rồi sau đó là có một vài chỗ bị phô. Có lẽ rằng là có một cái người yêu quá trẻ, trái tim mình cũng hơi lộn xộn một chút, thành ra mình cũng hơi quên. Thì thực sự vừa nãy thì cũng có hơi hồi hộp, bởi vì thực ra cái chỗ diễn mà hơi xoay xoay hơi nhiều, thành ra Hòa không có chuyên, thành ra Hòa có bị lúng túng. Và xin lỗi ban giám khảo và khán giả. Ngay đoạn đó là chị Việt Hòa là phân tâm là cái chỗ đó, không biết là mình bước qua đây, bước qua trái hay qua phải, hoặc là mình có vào cái vòng tay của bạn Tuấn Hoàng hay không. Nên là lộng cộng ở chỗ đó. Nhưng mà dù muốn dù không gì, hôm nay Quốc thấy là chị Việt Hòa và bạn Tuấn Hoàng rất là xứng đôi và hát rất là tình tứ. Một doanh nhân mà hát vậy là tuyệt vời lắm rồi, không đòi hỏi gì hơn. Chúc mừng chị. Cảm ơn quý ban giám khảo. Và bây giờ Việt Hòa, mình sẽ chọn công bố số điểm của hai vị giám khảo yêu thích của mình. Cho em xin phép chị Hà và giám khảo khách mời cho điểm. Giờ Quốc tặng cho chị 9,25 ạ. Thanh Hà chỉ có thể gửi cho Hòa 9,50 thôi. Em cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, ngay chính trên sân khấu này, Quý Bình và Thúy Miêu, chúng tôi đã từng đứng bên cạnh nhau như những đồng nghiệp, như những người bạn đồng hành xuyên suốt cuộc thi solo cùng Bolero mùa thứ 2 năm 2015. Và ngày hôm nay, chúng tôi lại cùng đứng bên cạnh nhau. Thúy Miêu thì vẫn với vai trò dẫn dắt mạch chuyện của những đêm thi, và tôi thì lại đứng ở vị trí của một thí sinh, cũng trên một đường đua âm nhạc. Chỉ cần vài bước chân tiến ra sân khấu cùng với Quý Bình lại nhắc lại cho tôi nhớ biết bao nhiêu kỷ niệm và cảm xúc với solo cùng Bolero mùa giải thứ 2. Nhưng tôi tin chắc rằng là đêm nay, đối với riêng Quý Bình,
nó sẽ là một duyên hạnh ngộ đầy cảm xúc. Họ cũng đã cùng đứng trên sân khấu này, Quý Bình và Thu Hằng, khi Quý Bình là người dẫn chuyện và Thu Hằng là một thí sinh. Còn đêm nay họ sẽ lại đứng với nhau thêm một lần nữa như hai người bạn diễn. Và Quý Bình vẫn còn nhớ như in hình ảnh của cô sáu dễ thương Thu Hằng với những đêm thi, với những thăng trầm trong điểm số. Nhưng ở Thu Hằng có một cái sự bình thản đến mức hồn nhiên khi mà đã đôi lần em đứng bên bờ vực của sự nguy hiểm. Và chính điều này đã khiến cho Quý Bình tự hỏi rằng liệu có khi nào em mất thăng bằng trong cảm xúc hay không? Và câu trả lời chỉ đến một lần duy nhất khi Quý Bình nhìn thấy những giọt nước mắt của em trên bục vinh quang. Và ngay lúc đó, Quý Bình đã muốn cảm ơn em về những giọt nước mắt chân thành và những bài thi tuyệt vời của em đã hun đúc thêm tinh thần cho Quý Bình, để Quý Bình có thể tự tin mà nói rằng mình cũng có thể làm được như em. Cảm ơn Thu Hằng, cảm ơn Bolero với cơ duyên tuyệt vời này cho một lần hội ngộ. Và bây giờ thưa quý vị, hãy chào đón giọng hát của đương kim quán quân solo cùng Bolero mùa giải thứ hai, Thu Hằng. Xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà. Rào rạt bao niềm thương trong mái lá, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm êm, tâm mái chín gửi anh dâng mẹ hiền. Lòng dạ thêm hơi ấm khi chiều lên, lòng dạ thêm ấm vui chiều ơi chiều. Có những chiều hôm trời nghiêng nắng sẽ đầu non, nắng xuống làm thơm làm cho đôi má em thêm giòn. Lúa đã lên bông, mắt già tươi sáng thôi chờ mong. Tiếng hò cô lại bên cửu long, mơ rằng mai lúa lên đầy bông. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du về thôn sớm để vui chung ngày mùa. Đường về thôn quên chân bên nhánh lúa, đường về thôn quên chân bên nhánh lúa. Vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò. Đường về thôn niềm vui dâng đây đó, đường về thôn niềm vui dâng đó. Tay ôm bó mã xuống đồng, miệng hò tay cây, chứ miệng hò tay cây mà trong lòng nhớ. Xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà. Rào rạt bao niềm thương trong mái lá, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm êm, tầm mai chín gửi anh dâng mẹ hiền. Lòng dạ thêm hơi ấm khi chiều lên, lòng dạ thêm ấm vui chiều ơi chiều. Có những chiều hôm trời nghiêng nắng sẽ đầu non, nắng xuống làng thôn làm
cho đôi má em thêm giòn. Lúa đã lên bông, mắt già tươi sáng thôi chờ mong. Tiếng hò cô lại bên cương lòng, mơ rằng mai lúa lên đầy bông. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du, về thôn sớm để vui chung ngày mùa. Đường về thôn quên chân bên nhánh lúa. Đường về thôn quên chân bên nhánh lúa. Vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò. Đường về thôn niềm vui dâng đây đó. Đường về thôn niềm vui dâng đó. Đường về thôn niềm vui dâng đây đó. Đường về thôn niềm vui dâng đó đây. Thì nãy giờ đây là một tiết mục mà Thanh Hà thấy là vui nhộn. Em đã chọn người bạn diễn hát rất tốt và diễn rất điệu. Riêng với Quý Bình đó, chị xin nhắc nhở với em, hồi nãy lúc chị nghe có những chiều hôm mà có những chiều hôm mà chiều có những chiều hôm đó, có những chiều hôm trời nghiêng nắng sẽ đầu non. Cái chữ đó của em phải hát nó hơi cao lên một chút xíu nữa thì nó mới đúng cái nốt của nhạc sĩ viết. Cái độ trên của em thì nó không có quá trên, nhưng mà vì cái nốt nhạc lúc đó nó hơi bị trống thì nó lại thấy cái độ trên nó cao hơn, chỉ vậy thôi. Chỗ mà của Hà thì là Hoàng My lại không có để ý, nhưng mà lại ý là cái chỗ mà chữ mùa đó thì mình xuống chưa tới. Thành ra để ý nhất là cái cao độ của bài hát, mình ráng làm sao mà khắc phục cái cao độ bài hát để đừng có bị trên. Cái đó là rất là quan trọng, tại vì mình càng ngày mình phải càng giỏi, phải khắc phục tất cả những cái gì mà hồi đầu tiên tới bây giờ mà mình không khắc phục được. Mặc dù trong bài này Quý Bình đã lột xác, không còn là một người u sầu đau khổ vì tình, nhưng mà cô Phương Dung lại thích cái mùa thu trong mưa. Tự nhiên cái chất giọng của em hợp với những cái bài đó, riêng cái bài này để cho nó vui tươi thôi. Em nên đi những cái nào mà là sở trường của mình. Sở đoản là lâu lâu mình muốn đổi không khí mình hát. Tuy nhiên với cái sự kết hợp của cô Thu Hằng thì cái bài hát dàn dựng từ cái phần hòa âm cho đến vũ đạo, cho đến đèn, cho đến make up, quần áo vân vân, nói chung thành công. Vâng, cảm ơn người giám khảo Phương Dung. Cảm ơn cô Phương Dung. Và bây giờ mình có thể chọn hai vị giám khảo để công bố số điểm của họ. Dạ, em xin phép được biết số điểm của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Quý Bình thì anh lại thấy em là một cái sự mà nó gần như nó gần gũi. Nó gần gũi với cái cuộc sống này, nó gần gũi bằng những cái lời hát của em. Và anh tin đó là những cái cảm xúc thật của em. Và không việc gì mà anh lại không cho em 10 điểm. Em xin cảm ơn anh Hữu Quốc rất là nhiều. Và em cũng lại xin được phép biết số điểm của chị Thanh Hà. Có thể gửi cho Quý Bình người đẹp trai trong lòng của chị 9.75. Em xin cảm ơn chị Thanh Hà. Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn quý vị. Cô chào các con. Dạ em chào cô ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phân tích tác phẩm, tất cả những tác phẩm từ xưa đến nay, từ cổ đến kim của tác giả Trần Thiện Thanh. Dạ. Trò đó, trò nam em. Dạ. Đưa cho tôi coi cái tờ giấy đó. Cái gì ạ? Dạ. Đưa cho tôi cái tài liệu đó. Đưa đây. Dạ, đề thi văn. Đề thi văn hả? Đây tôi coi coi, tôi dạy văn lớp này mà rồi có đề thi văn là sao? Đây. Đưa cái tài liệu đó đây cho tôi. Tôi là tôi để ý trò lắm nha.
Trời đất ơi, không có giống ai trong cái lớp này hết. Bận cái đầm cũng khác người ta, cái chân cũng dài hơn người ta. Tôi nhìn tôi khó chịu rồi nè. Gì? Ê, tôi chưa có cho phân tích cái tác phẩm Gặp Nhau Làm Ngơ này. Ở đâu em có cái này? À, dạ em không biết nữa. Tự nhiên cái nó có ở trên tay của em. Cái này ai viết cho em? Ai gửi cho em? Cái này là thơ tình nha mấy trò. Ha, bay lớn đi học đồ thơ tình, thơ ơ, đồ này nọ ha không? Ai viết cho trò cái này? Khai mau, khai cho tôi biết. Hả? Trò nam nào trong trường mình không? Khỏi. Để tôi nhìn cái tuần chữ tôi rành tụi nó lắm. Dạ tại em nhiều quá em không nhớ hết được đâu ạ. Rồi xong. Cái chữ này tôi không có lạ. Cái này là của trò Mai Trần Lâm. Học bên cái khối solo cùng Bolero hồi năm ngoái đúng không? Năm ngoái cũng rồi thư tình thư ơ rồi cũng cái gì à. Năm ngoái là lá thư đô thị. Đó năm nay cũng bị đặt viết thư tình cho học trò của tôi. Tôi á, tôi nói với em, tôi là tôi rất là bực mình trò Lâm. Rất nhiều giáo viên trong trường đã phản ánh với tôi. Cô hiệu trưởng Phương Dung, thấy không? Cô tổng giám thị Họa My, mà thậm chí đến là cả cái cô mà chịu trách nhiệm hai cái môn sinh vật và thể dục là cô Thanh Hà mà cũng phàn nàn trò Mai Trần Lâm. Tôi là tôi không đồng ý cái chuyện này. Tôi là tôi sẽ báo cáo lên ban giám hiệu. Tôi á, cô Phương Dung, trời ơi, cô coi học trò cô nè, cô Phương Dung ơi. Trước người sau chàng lặng đi theo nàng hát hô vơ mấy câu nhạc tình, nàng lặng những vô tình gái đón chàng dễ đâu làm quen, lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi xà ly thật thơm, khi đêm sang đông 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 đưa nàng đã buồn chưa đi lang thang khuya lắc khuya lơ đèn nhà ai tắt sớm, gấm xe tư thao thức đêm mơ chàng bèn viết lá thơ, nhưng hỏi hôm sau mới dám đưa thơ nàng nhận những làm ngơ, nhớ khi xưa còn thơ tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng cầm, chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu, nàng bội hoa theo chồng nước mắt tôi rớt đến bờ sông, đã không như là mơ nếu tình cờ gặp xin cứ lặng ngơ. Trước người sau chàng lặng đi theo nàng hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng lặng những vô tình gái đón chàng dễ đâu làm quen, lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi gia ly thật thơm, khi đêm sang đom đóm đong đưa giờ nàng đang ngủ chưa, đi lang thang khuya lắng khuya lơ đèn nhà ai tắt sớm, gấm xe tư thao thức đêm mơ chàng bên viết lá thơ, nhưng hai hôm sau mới dám đưa thơ nàng nhận những làm ngơ, nhớ khi xưa còn thơ tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng cầm, chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu, nàng bội hoa theo chồng nước mắt tôi rớt bên bờ sông, đã không như là mơ nếu tình cờ gặp xin cứ lặng ngơ, đã không như là
gặp xin cứ làm ngơ. Vâng, cảm ơn Mai Trần Lâm với phần phụ diễn. Và xin chúc mừng người đẹp nam em đã hoàn thành xong phần thi của mình. Đêm hôm nay với 6 tiết mục hòa quyện với nhau, với sự hội ngộ của 6 thí sinh solo cùng bolero và các thí sinh của tình bolero, chúng ta có thể thấy là một không khí có cả trầm lẫn bổng. Và đêm hôm nay, một đêm mà chúng ta có thể thấy được nam em đã thật sự vào cuộc, tươi tắn, đầy năng lượng. Và ở trong cái không khí này với 6 dải lụa tượng trưng cho 6 thí sinh đó, chúng tôi tin rằng là lúc này đã là lúc mà cuộc thi trở nên nóng bỏng nhất, hào hứng nhất, sôi nổi nhất và cũng là lúc gay cấn nhất. Xin mời quý vị đến với phần nhận xét của quý ban giám khảo. Và xin mời ý kiến của giám khảo khách mời, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Đầu tiên anh thấy em bận một đoạn hết hồn hết vía luôn. Nó là học sinh mà bận mua đồ nó hơi bị bạo đúng không? Mà ngay trong cái lớp học nữa. Nhưng cuối cùng cô Trác Thúy Miêu là cái người gỡ toàn bộ nguyên cái lớp này. Tất cả những bạn khác bận đồ rất đàng hoàng, riêng có một học sinh mà ngồi mà hở vai. Nhưng mà khi cô Trác Thúy Miêu quay qua một cái là nó là chỉ có cái lớp học cá biệt với một cái bà cô như vậy, học sinh mới dám bận đồ như vậy. Và khi mà cô Trác Thúy Miêu nói là giới thiệu hiệu trưởng Phương Dung, rồi giáo viên Họa My, rồi giáo viên Thanh Hà, nó tôi tin chắc cái lớp học này nó không có thật ở ngoài đời. Và chính vì cái điều đó nè, anh không bắt lỗi em về trang phục. Và nó lại trở thành một cái bộ đồ mà nó đẹp với dốc dáng của em. Và cái sự kết hợp của em với Mai Trần Lâm á, thì nói chung là ca rất là dễ thương, vũ đoàn cũng dễ thương. Mà anh giá như cái lúc mà vũ đoàn mà hai cái bạn mà hai cái ghế này che đó, thì tụi em phải linh động tụi em bước lên trên, tại vì vũ đoàn che tụi em hết. Và cái điều quan trọng nhất là mình phải xử lý về hình thể của hai ca sĩ. Một cô quá cao mà chọn một cái bạn mà hơi... Thì bởi vậy nó mới làm ngơ. Chính vì vậy mình phải sử dụng đạo cụ. Mấy cái ghế để làm cái gì? Giá như các bạn diễn viên ở trong vũ đoàn rinh bạn Mai Trần Lâm đứng lên ca với nam em, luôn không quan trọng, mà tôi đứng lên tôi cao một cái tôi đứng ca với nam em, nam cảm thấy thấp hơn cái người này, thì đó là một trong những tình huống thật thú vị trong cái tiết mục này. Nhưng mà dù sao gì hôm nay hai em ca rất là dễ thương. Cảm ơn em. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Chỉ riêng dựa trên cái lời nhận xét của anh thôi đủ cho Thúy Miêu thấy rằng là đây không nên là lần duy nhất mà tình bolero hội ngộ cùng với anh. Chúng ta rất nên khai thác vị giám khảo khách mời này vào một lúc nào đó. Vâng, cảm ơn anh và xin mời ý kiến của nữ giám khảo, cô tổng hiệu trưởng Phương Dung. Cảm ơn Thúy Miêu. Thứ nhất á, là trong cái tập vừa rồi và cái tập hôm nay, cô rất là hài lòng nam em với cái bộ trang phục của em. Tự vì cái bộ trang phục này và cái tập vừa rồi, em rất là tinh khiết và thánh thiện. Em cũng nói cho biết nữa. Nếu mà nói hát á, thì hai đứa tụi bay không có xứng đôi. Tự vì á, giống như là thằng lằn mà đeo cột nhà vậy đó. Thành ra cái ông này ông nói trúng là phải bắt một cái ghế cho cái anh đó đứng lên cao. Rồi em phải hát nhún nhảy vui hơn một chút. Cộng thêm với cái cậu vừa rồi Mai Trần Lâm đó, có lẽ không phải cái tông của Lâm. Đúng rồi. Thành ra Lâm hát không có không tới. Đúng rồi. Vâng, cảm ơn nữ giám khảo Phương Dung mà thưa cô hiệu trưởng, và em có phân bua cho học trò lớp em cái là như vậy. Và đây mà cũng là một điều mà là nghệ sĩ, những thí sinh như Mai Trần Lâm, Lê Minh Trung vân vân khi tham gia chương trình này đã thống nhất với nhau rằng là thậm chí mình chịu mất mặt, mình chịu chọn cái tông nó bất lợi cho các bạn để hỗ trợ. Và cho nên khi ngay từ đầu chương trình thì Thúy Miêu cũng có dùng một cái cụm từ nó rất là nặng, đó là hỗ trợ tổng lực cho thí sinh của tình bolero. Và rất cảm ơn Mai Trần Lâm chịu chấp nhận cái tông nhạc gây thiệt thòi cho mình. Đó đã là một cái sự hỗ trợ tuyệt vời dành cho nam em. Rất cảm ơn dạ. Cô Phương Dung ạ. Và hôm nay em cũng xin gửi lời cảm ơn anh Mai Trần Lâm. Là khi gặp em anh nói là tội sao em cao gì sao anh hát. Em không biết dùng thế nào, nói anh ơi anh giúp giùm em đi anh ơi, chứ lên chút nữa là cao quá em với không tới. Thật sự là em rất cảm ơn anh rất nhiều. Không biết anh đâu mất tiêu rồi. Nó nhục quá nó trốn rồi. Vâng, xin mời ý kiến của cô tổng giám thị Họa My ạ. Họa My thấy là bữa nay thì nam em lấy lại phong độ là vui tươi. Cái phần đầu đó, cái lần hát đầu tiên đó, thì nam em hát hơi bị chênh chút xíu á nha. Nhưng mà sau khi mà cái đoạn mà nhạc giữa trở lại đó, thì nam em hát tốt.
Đó thì cô thấy rằng là diễn rất là dễ thương. Vâng, cảm ơn quý ban giám khảo. Và bây giờ Nam em có thể chọn công bố hai số điểm của các vị giám khảo. Dạ, cô Phương Dung với cô Ả Mì ạ. Hôm nay với sự tiến bộ của Nam em xứng đáng 9.50. Cô Họa My cũng muốn cho em một cái số điểm, nghĩa là tặng cho em một số điểm giống như là cô Phương Dung vậy đó, 9.50. Dạ, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn quý ban giám khảo. Và sau đây là phần công bố kết quả của đêm thi chủ đề hội ngộ. Một lần nữa, trong suốt hành trình của tình Bolero 2016, một kỷ lục tuyệt đối lại được xác lập với 4.10. Chúc mừng nghệ sĩ thoại kịch Tấn Hoàng. Nữ đạo diễn diễn viên Phi Nga với số điểm của nữ giám khảo Phương Dung và giám khảo khách mời Hữu Quốc đồng điểm là 10 điểm, chỉ có 39.75 điểm. Nam diễn viên Minh Luân với 9.75 điểm đến từ nữ giám khảo Họa My và 10 điểm đến từ nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Số điểm của Minh Luân đêm nay là 39.25. Nam diễn viên Quý Bình với đồng số điểm là 9.75 đến từ nữ giám khảo Họa My và nữ giám khảo Phương Dung, tổng điểm của Quý Bình là 39.25. Xin mời Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long Nam Em và nữ doanh nhân Việt Hòa bước lên phía trước. Giá như tôi khóc được. Trời ơi, giá như đàn ông có thể khóc được thành tiếng thành lời. Đàn ông họ không thể khóc thành giọt lệ, mà chỉ khóc thành những vần thơ, những điệu nhạc. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương cũng đã từng khóc như vậy. Khi đổ vỡ cuộc hôn nhân với người vợ, nữ ca sĩ Khánh Ngọc. Cuộc tan vỡ không chỉ chà xát lên trái tim chung tình của người đàn ông, mà nó còn hằn khắc lên sự tôn nghiêm của một người chồng, nỗi nhục của kẻ bị phản bội ê chề. Và tôi tin rằng mình đã từng nghe ông khóc, tiếng khóc bao dung trong những tuyệt tác được viết nên từ nỗi đau riêng. Đàn ông như vậy mãi độc hành trong những đêm mưa gió lạnh lùng, nơi ngõ nhỏ đêm sâu với ánh vàng điện câu hiu hắt. Đường về cành thông, đêm khuya ngõ sâu như không màu. Quá phênh vênh có bao mái đầu, hắt hiu vàng ánh điện câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai dù mơ mộng. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vẫn chờ mong. Ai chia tay ai đâu sớm vắng im lìm, ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm. Mong cho duyên nghèo mai nắng rêu thêm, đẹp kiếp sông thêm. Màn đêm tịch liêu, nghe ai thoáng du câu mến chiều. Nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi điều hiếu. Đêm
tha hương ai vọng trông. Đêm cô liêu trình phủ mong, đêm bao cánh mưa âm thầm theo gió về cuộc cơn mộng hẹn mai ánh xuân nồng. Cho nên đêm còn dày hương để dìu bước ai trên đường, để nhìn sớm khuya không buồn vì người biết mang tình thương. Đường về cành thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua phên vênh có bao mái đầu, hắt hiu vàng ánh điện câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai dù mơ mộng, mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vẫn chờ mong. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vẫn chờ mong. Phải nói là hôm nay Việt Hòa rất là đẹp, Việt Hòa mặc áo dài rất là đẹp. Và từ cái màu sắc của cái áo dài đến cái cảnh trí của sân khấu, và nhất là cái đèn, và đặc biệt cái đoạn giữa mà khi bạn hát lại tuyết nó rớt xuống, thì Thanh Hà chỉ muốn đứng ở đó thôi à, muốn đứng làm người phụ họa cho Hòa. Xin mời ý kiến của nữ danh ca Phương Dung. Khi mà cô bắt đầu vào câu đầu tiên cho đến cái đoạn giữa, cô hát bằng cả cái trái tim của mình. Nếu mà cô có kinh nghiệm nhiều đó, cô cái câu đầu tiên, tại anh đó nên duyên mình dở dang, cắt người ta. Nếu mà trách nặng quá mất câu ngài đó đang yêu mình họ sợ. Thú thật với mình ạ, ngày hôm nay tôi lo cho bồ. Cái đoạn giữa. Đoạn giữa. Đoạn giữa tức là vừa cái phần solo xong. Ai chia tay ai đâu sớm vắng im lìm. Bắt đầu vào cái đoạn giữa thì hơi trễ một chút xíu. Có trễ cho đó. Cho nên em thấy chị thấy Bình cố gắng kéo cái chữ lại để nhưng mà cũng níu được. Cũng níu được một chút xíu. Cái điều rất là đáng tiếc, và thực sự quý Bình cũng có muốn chia sẻ cái điều. Quý Bình rất là đồng cảm với nhạc sĩ Phạm Đình Chương khi mà viết ra cái ca khúc này. Và Quý Bình hát mà đến cái đoạn đó, Quý Bình cứ nhớ những cái đêm mà cái lúc mà mình mới chia tay với người yêu, khóc thì cũng không khóc được, mà nói gì thì cũng không nói được, muốn gặp thì cũng không gặp được, và nó cứ làm cho Quý Bình cứ bị nghẹn cái chỗ đó và cái cảm xúc đó của mình. Và tự nhiên khi mà trở lại cái cảm xúc của bài hát thì Quý Bình đã lỡ mất một nhịp. Và nó là một cái điều rất là tiếc và rất là xin lỗi ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả ngày hôm nay. Quý Bình đã không thể làm tốt nhất cái phần thi của mình. Thì dĩ nhiên là cũng rất tiếc cho Bình hôm nay. Cái đoạn mà Bình á, diễn giải mà nó còn hằng đoạn đầu hay hơn là Bình hát. Và họ mi rất là tức. Là tự vì sao? Mình nói những cái đoạn đầu mình cảm xúc được, tại sao mình hát không cảm xúc được? Là cái điều đó thật là đáng tiếc cho Bình. Vâng, cảm ơn lời nhận xét của nữ giám khảo Hoàng My. Cảm ơn chị Hoàng My rất là nhiều. Hôm nay thì tôi không thể ngờ được là bạn có thể hát hay như vậy, ít nhất là về cái phần cảm riêng của tôi. Và tôi nghĩ rằng là khi mà bạn bị lỡ nhịp thì tôi vẫn hoàn toàn là thông cảm với bạn. Bởi vì sao? Bởi vì với cái thiết kế sân khấu, khi mà những cái màn lụa trắng thả xuống như vậy, tôi nghĩ rằng là nó giống như những cái dải băng tang cho một cái cuộc tình của mình. Nó tơi tả, nó tan nát như thế. Và người đàn ông họ chỉ có thể khóc thầm ở trong lòng. Bạn chạm tới trái tim, và tôi tin rằng là không phải của tôi và những khán giả nam khi đang xem cái phần trình diễn của bạn. Cảm ơn lời nhận xét của họa sĩ Chữ Hoàng. Ai chia tay ai đâu xóm vắng im liềm.
em hát cái câu đó em dồn lại nó không có hay, thành ra hôm nay trừ điểm em. Nãy chủ này cái giọng rất là truyền cảm, dẫn chuyện rất tuyệt vời, cái giọng trầm ấm. Vâng, cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ là giây phút định mệnh, có lẽ là nhường cho Việt Hòa trước, chọn được nghe công khai số điểm của hai trong số bốn vị giám khảo trước. Mời Việt Hòa. Dạ, tại vì hôm nay là anh Sĩ Hoàng là khách mời nên Việt Hòa xin ưu tiên anh trước ạ. Xin gửi đến Việt Hòa với số điểm là 9.5. Mời vị giám khảo thứ hai. Dạ, tất nhiên là xin mời cô Phương Dung rồi ạ. Trong phần bài trình diễn của Việt Hòa với Tuyết Lạnh, Phương Dung thấy Việt Hòa xứng đáng 9.50. Dạ, cảm ơn cô. Biết số điểm của anh Sĩ Hoàng và biết số điểm của chị Thanh Hà. Quý Bình bạn ơi, khen thì đó là cái chuyện của hai anh em mình, nhưng mà trong với cuộc thi và với các bạn thí sinh khác thì tôi cũng vẫn chỉ có thể gửi đến bạn là 9.00. Xin cảm ơn Sĩ Hoàng rất là nhiều. Chị chỉ có gửi đến cho em 9.00 thôi Bình à, không cứu em được nữa. Anh xin cảm ơn chị Thanh Hà. Xa, nghe vòng mùa thu sau lưng ta.
đôi người vì ta qua phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư mắt lệ mờ huyền dương xưa. Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau, cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết rồi nay đã không còn gì thật rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi. Con đường mình đi sao trong gai, bước vào đời nhau bao lâu nay. Anh ơi sao đang cay, thôi đành vùi sâu tâm tư thôi. Hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu. Mi rất là xúc động nha, thật sự đó. Tự vì á, cái cách diễn xuất của Tú và cái cách hát cũng như cái cách nhả chữ của Tú, cắn từng chữ một. Phải dùng chữ cắn đó, tự không biết sao cô Mi cảm thấy là Tú hát từng cái câu, từng cái chữ đó, cái mỗi cái chữ đó, Tú muốn nói cái gì giống như Tú cắn vô từng chữ một. Cái đó là cái suy nghĩ của cô. Hoan hô Tú bữa hôm nay là cô rất là hài lòng Tú ngày hôm nay. Cảm động lắm. Khi bạn hát á, thì tôi có một cái cảm giác lại một lần nữa là tôi đau ở cái chỗ này. Tôi nghĩ sao đàn ông mà khi mà bị khổ vì tình nó tan nát đến như vậy. Nhưng mà qua cái lời hát của bạn á, mình giống như mình được chia sẻ, mình cũng được một phần nào giải tỏa. Nhưng mà bây giờ thì tôi xin phép được nói về khía cạnh cái phần nhìn của khán giả trong cái vai của bạn. Thì là cái đạo cụ, là cái rổ, nó đẹp quá à, nó không có hợp. Xong rồi cái bộ đồ của bạn nó thành là một cái đề co trang trí, chứ nó không có ra bộ đồ nghèo. Bạn không cần phải làm những miếng vá như vậy. Bạn chỉ cần tìm trong cái tủ quần áo của mình những bộ đồ mà bụi đời, mà nhiều khi bạn lăn lê đi theo những chương trình mà bạn làm á, là nó ra rồi. Ngay cái câu đầu tiên là Tú đã hớp hồn chị rồi. Chị nhìn thấy em là mặt mày em bú sụ rồi, méo mó rồi. Em nói thôi chị lo quá, chị nói chết rồi, làm sao nó hát được. Em vẫn rất hát tình cảm, rất là hay. Cái tình cảm nó rất là quan trọng đối với chị. Và chỉ có một chút xíu những cái nghẹn của em nó làm vỡ một vài cái chữ đó ra, nó không có được trọn vẹn 100%. Nhưng mà chị rất là thích cái phần trình diễn của em hôm nay. Dạ, em xin cảm ơn chị. Cảm ơn nữ giám khảo Thanh Hà. Và xin chị tiếp tục luôn với phần trình diễn của Đinh Phương Ánh. Cái bài hát của em hôm nay, một trong những bài mà chị ưng ý nhất. Một vài cái chỗ mà chị khi chị nhắm mắt lại chị nghe chị rất là hài lòng. Chẳng hạn như là anh ơi thu thiết tha đó, nghe vòng mùa thu sau lưng ta. Anh ơi thu thiết tha. Cái chữ thiết tha của em nghe nó rất là da diết, gần như là em muốn hụt và có thể em sẽ ngã trên sân khấu. Nhưng mà chị rất là thích cái cách đó của em, rất là hay. Chỉ có mỗi một điều là thỉnh thoảng em lấy hơi không đúng. Và cái chia câu của em, chẳng hạn như em đang hát cái câu này, anh ơi thu thiết tha, là không được. Em phải để cho người ta cảm nhận cái thiết tha, cái đau khổ đó một mạch luôn. Anh ơi thu thiết tha. Em phải lấy hơi thật kỹ. Em nhớ nha. Thì cái bài hát của em nó sẽ trọn vẹn hơn. Cảm ơn nữ giám khảo Thanh Hà. Trong cái bài hát Tình Lỡ của Phương Ánh, em hát rất là truyền cảm, đã lôi dắt tất cả những người nghe
bài Tình Lỡ phải đi vào với em. Nhưng mà những đoạn cuối câu em lại dồn hết cho phần đầu, thành ra cuối câu em đuối sức. Cô Phương Dung mong ước là em cố gắng em tập thêm nữa để em xứng đáng là một người có cả thanh và cả sắc trên sân khấu. Và bây giờ Tuấn Tú, nếu có thể chọn hai vị giám khảo để chọn công bố số điểm của họ, bạn sẽ chọn ai? Dạ, em xin muốn nghe điểm từ cô Phương Dung và anh Sĩ Hoàng. Kỳ này Tú rất xuất sắc, để Tú được số điểm 9.50. Tôi cũng gửi đến bạn số điểm là 9.50. Ok, vậy anh Tú đã chọn cô Phương Dung và anh Sĩ Hoàng rồi, thì em xin phép chọn chị Thanh Hà và cô Họa Mi. Gửi tặng đến em là số điểm 9.25. Với Họa Mi thì khác. Họa Mi thì hôm nay cô Mi rất là hài lòng với Ánh, cho nên hôm nay cô xin gửi Ánh một cái số điểm 9.50. Kính thưa quý vị, chúng ta đã đi đến hơn nửa chặng đường của Tình Bolero 2016. Và có lẽ là cho đến đây thì mỗi người trong quý vị khán giả cũng đã nhận ra rằng nếu các nhạc sĩ cùng viết về tình ca nhưng mà mỗi người lại có một cái tình được thể hiện ra rất khác nhau, thì các nghệ sĩ thí sinh của chúng ta cũng vậy. Mỗi người là một cái tình khác nhau, mỗi người là một cách yêu. Ví dụ như là nghệ sĩ thoại kịch Tấn Hoàng, anh là người đàn ông chỉ có thể cất tiếng hát ái tình lên trong sự cô độc đến tận cùng. Trong khi nữ đạo diễn, diễn viên Phi Nga lại là cái chất mùi mẫn trơn chất của người con gái Nam Bộ. Còn nam diễn viên Minh Luân á, mùa thu lưng chừng đến, chiếc lá lưng chừng rơi, lưng chừng người với tôi, tình yêu hay tình bạn. Cứ hễ mà mỗi lần Minh Luân yêu á là làm thơ, cứ yêu là làm thơ, tập nào cũng làm thơ hết. Mà làm thơ kiểu gì mà yêu mà không biết yêu hay bạn, yêu ai yêu kỳ. Trời ơi, chị Miêu biết không, cái chuyện tình của em á nó đẹp lắm. Chỗ này nè. Gì? Thật ra là cái chuyện tình cảm giữa em và cô ấy á, là nó một, có một cái sự gì đó nó hơi ngu ngơ một tí, hơi thẹn thùng một tí, yêu rồi đó, nhưng mà cái bờ môi vẫn còn đắn đo, còn suy nghĩ vẫn gì, còn... Gì? Dạ thiệt mà, chuyện tình của tụi em nó cũng đẹp lắm, thiệt mà. Kể nghe, kể nghe. Dạ, thì chị ngồi đây nha, em kể chị nghe. Mấy tim nhớ ai trong
đêm dài buông tóc rối quên cài. Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm. Hàng cây giá bằng xoay cơn mê này tìm đến bên em. Vòng tay ngỡ ngàng nhẹ đắng môi trắng đêm. Em hỡi em lời hứa xưa đã phai. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày, ai khóc ai sau này. Đời có vui với ai, tà áo xanh huyền màu thương mối ân tình xưa. Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì. Hàng mi khép mờ răng mây tim nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài. Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm. Hàng cây giá bằng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em. Lời hứa xưa đã phai. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày, ai khóc ai sau này. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày, ai khóc ai sau này. Chuyện tình của em là vậy đó chị. Ủa chị đâu rồi? Chị Miu ơi. Yêu không nói nên người ta mới đi lấy chồng, mà mình kể xong câu chuyện cũng chẳng ai nghe. Thôi, đợi chờ chi nữa mà mong. Đi về cưới vợ cho xong cuộc đời. Ôm phút này
nhau mà mong ước được gì. Nước mắt rơi rơi mà nhiều thương nhớ, bóng hình nào khó nguôi. Anh ơi ai hay đường đời nơi nào, tách bên nơi nào người về chiếc bóng đêm thâu. Anh ơi thôi tan hết mộng đau. Chiếc bóng đêm thâu, anh ơi thôi tan hết mộng ban đầu. Chuyện tình không dĩ vãng, em hát rất rõ lời, phần hòa âm dàn dựng xuất sắc, đẹp hay. Riêng cô thích nhất là cái câu ai khóc ai sau này. Trong mỗi một bài hát có nhiều khi có một cái đoạn nào đó mình ưng ý và mình thích nhất. Thì riêng cái bài này của Tâm Anh, cô Phương Dung thích nhất là cái câu cuối cùng. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn cô. Phải nói rằng là tôi xúc động nhiều lắm. Mà trong cái xúc động này, nó là một cái niềm hạnh phúc lớn. Ngồi trong cái vị trí này, tôi nhìn các bạn, thấy các bạn thành công. Các bạn đã định vị mình trong cái con đường nghệ thuật. Và đặc biệt là Minh Luân, em đã đi từ từ một cái phòng ấm cúng của một cái quán trà, để rồi bước lên những cái sàn diễn của sân khấu thời trang, rồi sân khấu kịch, điện ảnh, và bây giờ là âm nhạc. Em giỏi quá. Dạ, xin cảm ơn thầy. Vâng, cảm ơn quý ban giám khảo. Ở đêm thi lần trước, nếu mà tất cả chúng ta đều bất ngờ với cô Đom Đóm nhỏ Phi Nga, tôi tin chắc rằng là cảm xúc của đêm trước, cảm xúc của Đom Đóm vẫn còn ở lại đây trên sân khấu này đêm hôm nay. Và tôi rất mong tìm được sự đồng cảm từ quý ban giám khảo, điển hình là nụ cười của nữ giám khảo Phương Dung. Tập Đom Đóm, cô Phương Dung đã khóc. Thì với cái tập Sát Pháo Nhà Ai này cũng không ngoại lệ.
Em hát rất truyền cảm, rất rõ lời, và em đã sống với tâm tư, tình cảm của nhạc sĩ Lê Dinh trong bài hát này. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn cô. Đối với phần thi của bạn Phi Nga, tôi muốn nói rằng là bạn đừng có ngồi mà xuống mà hốt cái xác pháo đó. Nó đau lòng lắm. Tôi nghĩ rằng là sao mà nó không thể nào chấp nhận được. Lẽ ra đó em phải bỏ đi, kệ xác nó lấy vợ thì mình đi về mình lấy chồng, mình đẹp mà, mình giỏi mà. Sao mà đến độ mà nó đến như vậy? Vâng, cảm ơn lời dạy của thầy. Và Minh Luân, bây giờ là lúc em có thể chọn nghe điểm từ hai vị giám khảo. Cho Minh Luân xin phép được nghe số điểm từ cô Hòa My và cô Phương Dung ạ. Hòa My hôm nay rất là thích Minh Luân hát. Và Hòa My cũng xin tặng cho Minh Luân một cái số điểm là 9.75. Từ tập đầu cho đến tập hôm nay, cô Phương Dung là người luôn luôn rình rập nghe ngóng và theo dõi từng lời hát của Minh Luân. Cô Phương Dung luôn luôn đứng đằng sau Minh Luân. Và cô Phương Dung tặng cho em 10 điểm. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn cô Hòa My. Cảm ơn quý vị ban giám khảo và chúc mừng Minh Luân. Và bây giờ là giây phút mà Phi Nga chọn nghe số điểm của hai vị giám khảo ưa thích nhất của mình. Dạ, em xin chọn chị Hà với anh Hoàng. Phi Nga, em thật là xuất sắc trong đêm hôm nay. Và em rất là xứng đáng được số điểm 10 chị gửi tặng cho em. Rất là xin lỗi nếu mà làm cho bạn Nga buồn, thì xin gửi đến bạn là 9.75. Cứ mỗi mùa mưa đến thì cứ như là cái cơn lãng mạn của người ta lại trỗi dậy. Mưa thành phố đẹp lắm, thi nhân lại sáng tác ra những vần thơ, những bài nhạc. Nhưng mưa, mưa của người xa xứ, mưa của kẻ xa quê, rơi trên những phận nghèo mới thấm thía được cái lạnh của phần số đời người. Trời đất ơi, trời đất ơi, hơi chết rồi. Để tôi giúp cho. Buôn bán không có được nhiêu mà cứ mua hoài à. Đúng rồi, trời ơi, hết hồn hết vía ha. Đây, thôi rồi. Thôi rồi bà chị ơi, để cái xe này ở đây coi như mình che tạm tạm vậy thôi rồi. Đứng đây đi chứ bây giờ không có buôn bán gì đâu. Đi ra ngoài bệnh chết đó, đứng đây trú mưa đi. Trời ơi, mưa này nhầm nhò vậy chị? Dưới quê em mưa lớn nhiều hơn. Mà con nít đó hả, còn chịu nổi không chi em? Trời ơi. Mà nhắc tới con nít cái nhớ con ghê vậy. Không biết vợ dưới nó làm sao nữa. Trời ơi, coi trẻ vậy mà cũng đã có con rồi đó hả? Dạ có con rồi, có chồng luôn rồi chị. Trời đất ơi, gì ham vui sớm quá vậy. Trời, dưới quê em là vậy, lấy chồng là vừa đó. Cái chồng em thì đi theo người ta đi làm. Em thì lên đây buôn bán. Trời ơi, thấy tội nghiệp, thấy thương không? Linh đinh lao đao rồi. Mà mưa gió thì buôn bán làm sao? Thì mưa thì cũng buồn, nhưng mà mưa trên đây buồn hơn dưới quê. Đâu, tôi nghe người ta nói mưa dưới quê ít nhái đồ này nọ buồn hơn ở đây chứ. Đâu có đâu chị. Mưa dưới quê thì buồn thiệt, nhưng mà em có chồng, có con em đỡ buồn hơn. Mưa ở đây không có ai hết á, có một mình em mà. Thấy mà buồn não nuột mà. Vì lòng người duyên.
cạnh gợi ta nỗi niềm riêng. Ôi ta mong ước xa xôi những đêm mãi cô đơn gửi thầm từ về đâu. Chị tiếc mỗi một điều mà vừa tiếc và vừa bực, chị phải xây sang hỏi anh Vinh. Anh Vinh, mưa về muộn màng, màng có rê phải không anh? Không phải là muộn màng. Mà em hát cả ba lần, hễ đến chỗ đó là em cứ muộn màng, muộn màng, muộn màng. Mà em không hát muộn màng. Vì như vậy mà cái tình cảm chị dành cho em trong bài hát này sẽ bị trừ một tí. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai, mưa triền miên nhớ ai, mưa triền miên chữ ai, em hát chưa đúng. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai, mưa triền miên. Chữ ai đó đó nó rất là thấm thía, nó làm cho mình đứt ruột, đứt gan. Mà nếu em hát hơi trên một chút xíu thì nó tất nhiên là cái bài nó cảm thấy nó hơi bị sai lạc một chút xíu. Chị rất là tiếc. Thường Vinh ngồi ở trên kia á, hôm nay Vinh ngồi dưới đây á, Vinh mới thấy cái từ soi mói rình rập là đúng đó. Kinh quá. Đây là bên đây là soi mói, bên đây là rình rập. Chứ Vinh, nếu mà một cái người như Vinh ngồi nghe á, Vinh thấy khen cái nhiều chỗ. Nhưng mà đúng là khi một cuộc thi á, tất cả đều hay rồi. Cái giọng hát các bạn á, nó sẽ phải là bị
bị soi nhiều hơn. Nếu mà cho Vinh có một cái đường dài cho Phi Nga thì Phi Nga cần cái độ trình diễn nó music hơn một chút. Có thể mình dùng kỹ thuật với lại cái nỗi lòng bằng cái âm nhạc với bằng một chút ánh mắt đó. Phi Nga là một đạo diễn nên nhập vai rất là nhanh và cái ngấm nó cũng nhanh, nên là một bài hát có thể xả hết. Và thường cái cuối á, nó sẽ có một chút, nó sẽ làm cho mình hơi đuối tại mình nhập nhanh quá mình xả. Nên Vinh nghĩ đó, một cái bài hát nó 3-4 phút nó cũng như là một bộ phim á, nó sẽ có cái đoạn này cao trào dẫn dắt và những cái đoạn lên, thường là cái đầu và cái kết á nó quan trọng lắm. Nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Vinh nghĩ là hai cái đó. Thì một chút ý kiến thôi, để cho nếu mà bạn bước ra sân khấu lớn, bạn đi trình diễn á, còn hôm nay bạn vẫn là tuyệt vời trong mắt Vinh. Giọng hát của đạo diễn Phi Nga rất là mượt mà, tha thiết. Nó không buồn, não nuột. Cái tác phẩm Mưa Rừng đó, nhạc sĩ Quỳnh Anh viết, cô Thanh Nga là người hát bài đó đầu tiên trên sân khấu, cũng như dĩa nhựa. Và cái tuồng Mưa Rừng đó đã chuyển qua điện ảnh. Cô Thanh Nga đóng vai cô gái thượng tên Clyde. Và cái câu cuối cùng của cô Thanh Nga hát bài Mưa Rừng là: thầy cai lên ngựa lâu rồi, lại còn đứng lặng trên đồi ngó theo. Mưa rừng sứ thượng điều hiu, lại mang gùi nhỏ nắng nhiều nhớ thương. Hết sảy. Kính thưa quý vị giám khảo, kính thưa quý vị khán giả, có khi có những cơn mưa xé lòng, có khi có những cơn giông có sống chết. Nhưng với Phi Nga, nó là cơn mưa Nam Bộ, cơn mưa cứ rả rích như vậy. Có thể nó không có cao trào, nhưng đó chính là câu chuyện mà chị dành tặng cho quý vị khán giả. Và bây giờ Phi Nga, bạn có thể chọn 2 trong số 4 vị giám khảo để công bố số điểm của mình dành cho Phi Nga. Em xin chọn chị Thanh Hà và cô Họa My. Mặc dù chị rất là mến tiếng hát của em, nhưng mà vì em 3 lần muộn màn, cho nên chị chỉ gửi em 9.50 thôi. Đặt hơn nhé. Họa My sẽ tặng cho Phi Nga 9.5. Cảm ơn quý ban giám khảo. Thank you.
thật sự là nam em làm cho cô xúc động khi mà nam em hát bài hát này. Rất là tình cảm. Những cái luyến lấy của nam em hôm nay rất hay. Và cách nhả chữ cũng rất tốt. Chỉ trừ có một chút xíu thôi là nam em ráng giữ hơi hết. Thí dụ như mưa khuya buồn hiu hắt rồi mình lại lấy hơi rồi đi vào hồn. Nó bị đứt đoạn ở chỗ đó, rất là uổng. Tuần trước tôi nhớ là chị Phương Dung hả? Hình như có trừ một cái số điểm ở cái áo của em đúng không? Tuy nhiên có một điều cô Phương Dung không đồng ý về cái bộ áo của em. Quá sexy. Hôm nay tôi cũng ghi một chữ rất là to. Phải không? Là cái áo dài mặc rất sang và rất đẹp. Đơn giản. Tôi cũng muốn như vậy á. Bạn một cái áo dài đơn giản, một cái màu tinh khiết như vậy lên sân khấu. Tôi nói về cái góc độ nhìn là bạn tuyệt vời ngày hôm nay. Trong cái bài hát á, nó có một cái câu là tay không mà mơ ước đi vào đời. Dạ đúng. Bạn đã mơ ước đi vào cái cuộc đời nghệ thuật á. Bạn có rất nhiều cái trải lòng, có nhiều cái bạn phải vượt qua bằng cái ý chí của tuổi 20. Bạn hãy mạnh mẽ lên một chút, biết buông bỏ một số cái gì không cần thiết để cho cái người mình nó nhẹ đi và cái giọng hát của mình nó bay lên một tí nữa. Tôi bảo đảm bạn sẽ còn tiến xa rất là nhiều. Cảm ơn tổng đạo diễn Vũ Thành Vinh. Khi mà anh nói đến chữ buông bỏ, tôi biết rằng đêm nay nam em đã học cách buông bỏ. Buông bỏ tư thế đứng của một cô gái đẹp, của một hoa hậu được đào luyện chuyên nghiệp. Ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy nam em mong manh như vậy dưới cơn mưa của sân khấu, quằn người xuống để hát ra những câu cuối cùng. Và tôi tin chắc rằng quý vị giám khảo cũng như quý vị khán giả sẽ nhìn thấy những buông bỏ đó khiến cho từ nam em một người đẹp bước ra một nghệ sĩ nam em. Và bây giờ nữ nghệ sĩ của chúng ta sẽ chọn hai vị giám khảo để công bố số điểm. Em có thể nghe số điểm từ anh Vinh được không ạ? Anh vẫn muốn nam em chuyển hóa những cái câu của anh giám khảo là nó mượt và nó nối đi luôn như chiếc cầu này mà em bước qua. Anh cho em 9,75. Giám khảo thứ hai của em sẽ là... Dạ cô Phương Dung. Ủa sao có một cái sự trùng hợp rất là lạ lùng là cô Phương Dung ủng hộ nam em 9,75. Vâng, cảm ơn quý vị ban giám khảo. Dạ xin lỗi cô, cho tôi trú mưa cùng với cô. Dạ, mưa khuya quá, dữ dội quá anh ha. Chắc anh là doanh nhân đi công tác rồi, thấy xách chiếc vali, chắc giờ này đi bay thôi không anh? Vali đâu? Không phải, cái loa. Ủa xách loa đi chi vậy anh? Tôi bán kẹo kéo. Khánh Hằng ơi, bán kẹo kéo mà ăn bận đẹp dữ ha. Dạ bộ đồ này tôi mướn đó cô, tôi mướn trả góp. Hát vòng vòng mấy quán nhậu á, tôi bán kẹo kéo để kiếm tiền về cho hai đứa nhỏ nó đi ăn học. Bởi hồi đó tôi không có điều kiện tôi học, cho nên hôm nay tôi mới khổ dữ vậy nè. Hôm nay tôi quyết định là tôi lo cho con tôi ăn học tới nơi tới chốn, mặc dù tôi khổ cỡ nào cũng phải lo cho tụi nó. Trời ơi, dạ. Khổ quá thì ra là vậy. Bữa nay buôn bán được không? Mưa quá, cả tuần nay không có bán được. Kẹo ế về nó chảy nước. Khổ quá, cô giúp giùm tôi cái kẹo được không cô? Không mấy giờ tôi bàn với anh hết. Mưa này là tôi anh kẹt ở đây cũng lâu. Dạ. Giờ không mấy anh ca cho tôi nghe đi. Rồi tôi mua hết chỗ kẹo này cho anh. Tôi ca cô nghe, cô ủng hộ kẹo. Dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Vậy là mai tôi có tiền đóng tiền học cho hai đứa con tôi rồi. Cô thích ca bài gì vậy cô? Mưa như vậy. Anh kiếm bản nào mà nó thiệt là buồn mà nó có mưa. Thôi được rồi, để tôi kiếm bài mưa cô hát. Tôi hát cho cô nghe nha. Thật sự với cô là trước đây tôi ở với má sắp nhỏ, kỷ niệm mỗi lần mưa là tôi nhớ kỷ niệm với bà lắm. Mà bà bỏ tôi rồi, nhưng mà cái kỷ niệm đó không bao giờ tôi quên được. Thôi sẵn tôi hát cho cô nghe, rồi tôi hát tâm sự của tôi cho cô nghe luôn nha. Cô hứa là cô mua kẹo cho tôi nha. Dạ. Cảm ơn cô.
để tôi mở loa nha cô. Một hai ba bốn. Một hai ba bốn năm sáu. Alo. Một hai. Alo, alo. Alo. Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh băng. Phòng tôi lặng tiêu điều. Đường xưa vắng điều hiu. Đêm sầu đi trong tôi nhớ. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Đêm nay tiếng mưa nghe buồn quá. Mưa đêm sầu riêng ai, chờ ai đến bao giờ. Mưa ơi, mưa gieo sầu nhân thế. Mưa nhớ ai, biết người thương có còn nhớ hay quên. Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm nhớ mong đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc sầu triền miên. Đêm nào chốn đây ta hẹn nhau trong muôn ngàn lời thơ. Buồn nơi đến bao giờ. Tôi ngừng tiếng, nghe như tiếng nhạc sầu triền miên. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh băng. Mưa đêm sầu riêng ai, chờ ai đến bao giờ. Sầu nhân thế. Mưa nhớ ai, tiếc người thương có còn nhớ hay quên. Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm nhớ mong đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nhạc sầu triền miên. Đêm nào chốn đây ta hẹn nhau trao muôn ngàn lời thơ. Buồn ơi đến kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ. Buồn ơi đến hẹn nhau trao muôn ngàn lời thơ. Buồn nơi đến bao giờ. Họa My thấy là kỳ này Tấn Hoàng hát Họa My chưa hài lòng lắm so với kỳ trước, nhưng mà cái đoạn giữa Tấn Hoàng hát rất tốt so với đoạn đầu hai và đoạn lên cao rất tuyệt vời. Cái đoạn giữa, đoạn điệp khúc rất tốt. Em hát bài này
chị Phương Dung thấy em có sai câu thứ nhì, đúng không? Và cái chữ mà mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm, em hát chữ càng phải mùi một chút xíu nữa thì nó sẽ đạt hơn. Tuy nhiên bài hát này rất hợp với em. Trước tiên là xin lỗi ban giám khảo, tại vì Tấn Hoàng chuẩn bị nó không có chu đáo. Thực sự là hát mà cứ lo nhớ lời sợ quên lời, đã không thuộc lời thì không bao giờ nhập tâm được, thì hát sẽ không hay được. Tấn Hoàng hiểu rồi, cảm ơn ban giám khảo đã cho Tấn Hoàng những cái kinh nghiệm đó. Phải nói là trong 8 thí sinh á, anh là một cái người sầu nhân thế nhất. Ở trong cái tiếng hát của anh á, nó có một cái gì đó, nó có sự từng trải. Và tôi biết cuộc đời của anh nó cũng có những cái sầu nhân thế như thế, nên nó ngấm vào cái tiếng hát của anh lúc nào không hay. Chúng tôi những người đồng hành cùng với nghệ sĩ Tấn Hoàng từ những tập đầu của Tình Bolero đều hiểu rằng là khi anh đến đây, mục đích của anh không phải là những điểm số, mà muốn nhận được về cái tình của quý vị khán giả. Và bây giờ anh Tấn Hoàng sẽ chọn nghe số điểm công khai của hai vị giám khảo. Bây giờ em xin chị Dung, chị My và cô Thanh Hà và anh Vinh chị. Dạ, xin phép cho dấu luôn tới sau chương trình đi. Ý kiến của ban giám khảo như thế em nào? Em hoàn toàn hiểu đó, bởi vì mặc dù 30 năm sân khấu nhưng mà sợ vẫn sợ thôi. Em đồng ý luôn. Đồng ý. Chị Dung ha, chị Dung, chị My ha. Dạ. Khi mà Thúy Miêu hỏi tôi về một kỷ niệm thì tôi đã nhớ rất nhanh về cái ngày đó, khi mà một người cứ lẽo đẽo theo sau mình qua những mùa mưa nắng, thì rồi chúng tôi cũng đã yêu nhau. Rồi một ngày anh nói anh đi nước ngoài vì tương lai hai đứa. Rồi cũng không biết sao lúc đó tôi lại đồng ý rất là nhanh. Đồng ý để cho anh ra đi với một niềm tin trong tôi tuyệt đối. Rồi cái ngày định mệnh đó, với những cái niềm tin mà trao đi đó, đã chẳng bao giờ tôi có thể đón nhận lại. Và đến giờ đây, hơn 20 mấy năm qua, thì tôi chỉ nhận được những lời thơ thống hối từ anh. Đây như rừng thu nắng đời.
đã quá xa. Chào cô Việt Hòa. Dạ, xin chào cô. Trong bài hát này, cái phần nhập đề với một cái dàn violon nó làm cho người nghe tê tái. Cái giọng cô thoát, nhưng mà có nhiều đoạn như có ngăn được xót xa, cô hơi hấp tấp. Và cái phần điệp khúc lần thứ nhì cô trở lại, cô hát hay hơn lần trước nhiều. Cao độ rất chuẩn, cô hát rất hay. Phương Dung thấy cô xứng đáng được 9 điểm 50. Xin cảm ơn cô. Bài hát này Hòa My thấy rằng là nhạc á, phối theo cái kiểu semi classic, tức là nó không có trống mà nó có cái tiếng cello. Hòa My nghe tiếng cello Hòa My rất mến và rất yêu thích và rất xúc động cái và tiếng đặc đó. Đặc biệt với cái thể loại này và em cũng đồng ý với chị, cái tiếng solo rất là tình cảm và cái khúc giữa đó đổi qua cái bán cổ điển đổi đó thôi. Làm cho cái bài nó thêm phong độ nữa. Cái phần mà Thanh Hà thích nhất trong bài này của Hoàng, Hòa đã nghe lời và hát theo cái bài phối. Mình nào ngờ tình rơi như lá rơi, ngày tình đầy vòng tay ôm quá lời. Mình nên hát bài hát theo bản phối thì mình sẽ hay hơn nhiều. Và chính cái bản phối nó sẽ làm cho mình khác với những người ca, nghệ sĩ khác đã hát trước mình. Mình không có bị ai so sánh hết. Thanh Hà gửi tặng bạn 9 điểm 75. Trải qua 1/2 chặng đường của cuộc thi, điểm số của hai tài tử CD luôn bám sát nhau. Ban nhạc đèn khét nắng Quý Bình cách biệt với chàng thơ Minh Luân 0.5 đến 1 điểm. Đây có thể nói là cuộc đua hấp dẫn về cả thanh lẫn sắc của hai tài tử thế hệ 8X. Không có chỗ nào mà chị rình mò, rình rập, soi mói, bắt bẻ hết. Đoạn giữa cao trào rất tốt và cô Đa rất xuất sắc. Cơn mưa hôm nay nó sẽ có giá trị hơn khi anh bước xuống cái hồ này. Mười, 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 mười. Liệu có bất ngờ nào sẽ diễn ra hay không? Hãy đón xem để ủng hộ cho thân tượng bạn yêu mến ngay sau đây. Không biết quý vị có còn nhớ không? Khi mà hành trình của tình Bolero mới bắt đầu từ tập 1 thì ngay vào lúc đó, cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn rơi xuống đường phố. Mùa mưa năm nay tôi chợt nhận ra một cái điều, rằng mưa đã có một điều gì đó thay đổi. Tiếng mưa bây giờ chỉ còn là tiếng động cơ, chỉ còn là khói xe chen trong bụi màn mưa, chỉ còn là những tiếng cằn nhằn, than vãn, tắc nghẽn giao thông ngập lụt ở khắp mọi nơi, khiến cho người lẩm cẩm lạc thời như Thúy Miêu đây lại nhớ những mùa mưa xưa. Em ơi em, cho chị ngồi ké một cái, mưa bất thần không mặc áo mưa nhá, cho chị ngồi ké một cái nha em. Dạ, được không em? Tự nhiên. Ồ, cảm ơn chú em. Ôi hên quá, ui chào ơi, mưa lớn quá em ơi. May quá có chú em đây cho chị ngồi ké, cảm ơn chú em. Dạ, chị cứ ngồi tự nhiên đi. À, chị uống nước gì không, để em pha cho chị. Không biết mưa ngưng lúc nào mà chị ngồi mà không uống nước có phiền không em? Dạ, không sao đâu, chị cứ tự nhiên. Cảm ơn chú, dễ thương quá. Ây da, mưa dữ dội. Chú em người ở đâu, nghe giọng không phải người ở đây phải không? Dạ, em ở dưới quê lên, em người Đồng Tháp. À, dân Đồng Tháp đây hả? Dạ. Ôi giỏi ghê, anh trai đứa dưới tỉnh lên mà có được cái quán như vậy lập nghiệp là giỏi đó, giỏi lắm đó. Dạ không nói dối gì chị, em làm phục vụ cho ông chủ. Thế là sinh viên đi làm thêm đúng không? Trời ơi, cái mùa mưa này buôn bán gì cho ai. Ta nói mưa năm nay dữ quá em ha, dễ sợ thiệt. Đối với em cái trận mưa này đâu có gì là dữ. Đối với em cái trận mưa 3 năm về trước mới là cái trận mưa mà khủng khiếp nhất đối với em. Ủa, mưa 3 năm về trước nhiều nước hơn mưa lần này hả em? Chị giỡn hoài. Em đâu có nói cái chuyện mà mưa nhiều nước hay là ít nước đâu. Em nói là cái mưa 3 năm về trước á, giống như là cái cột mốc trong cuộc đời của em, để mà em có mặt trên Sài Gòn này nè. Trời ơi, nghe coi bộ lâm ly dữ sao. Sao cớ làm sao mà lên Sài Gòn?
Thật ra là lúc đó em mới vừa học xong cấp 3 thôi. Thì cũng có người yêu chị không? À. Rồi lúc đó em thì 19 tuổi, người yêu em 18 tuổi. Mà dưới quê mà thường lập gia đình sớm lắm. Cô ấy nói là bây giờ cưới đi. Đó. Em thì không chịu. Rồi em nói là nếu mà anh không chịu thì em sẽ đi lấy chồng. Em cứ nghĩ là nói chơi thôi. Ai ngờ đâu, cô lấy chồng thiệt. Dạ đó. Trong một nhóm bạn có một thằng ở Sài Gòn nói là thấy mày buồn quá, thôi mày lên Sài Gòn chơi với tao vài ngày đi. Thì em đi. Đi lên đây xong rồi thấy giống như là đất Sài Gòn nó cũng giống như cho mình nhiều cơ hội á. Rồi thấy người Sài Gòn cũng rất là dễ thương nè. Rồi em mới quyết tâm là nói thôi nếu vậy á, mình chuyển lên đây mình học luôn. Rồi quyết tâm vô trường sân khấu điện ảnh. Đó là câu chuyện lòng của Minh Luân. Ngày Minh Luân lên Sài Gòn vào năm 2003 cũng vào một mùa mưa như thế. Mưa mà ở thành phố hay ở tỉnh cũng như nhau, nó khiến cho người ta buồn. Tại vì người ta nói mà, đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả tim này trao hết cho người, nguyện trọn thương trọn nhớ. Nàng là chính nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân son ngón nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vừa qua hết năm đầu. Năm sau mưa gió vì đâu, nàng đã quên dần xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì này có đâu buồn. Trời buồn trời chuyện nhiều mây, anh buồn anh đứng nơi này nhớ ai. Đêm nay mưa đổ thật dài, hứng bao nhiêu giọt mà tê tái lòng. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả tim này trao hết cho người, nguyện trọn thương trọn nhớ. Nàng là chính nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân xót gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vừa qua hết năm đầu. Năm sau mưa gió thì đâu,
nàng đã quên dần, xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì này có đâu buồn. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì này có đâu. Xin chúc mừng phần thi của Minh Luân. Có thể đề nghị Minh Luân hát lại hai câu đầu của bài này không ạ? Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ. Nhưng hôm nay với cái tiếng mưa này, Minh Luân có thể vui được cái phần trình diễn của mình rồi đấy. Chị mê mẩn với cái bài hát này, bởi vì hai câu đầu tiên của bài hát này thôi đã làm cho chị thích cái tiếng hát của em nhiều hơn nữa. Đó là cái lợi thế của em, bởi vì cái chọn một bài rất là hay, rất là phù hợp. Và đặc biệt hôm nay đó, là chị thấy cái giọng ngân của em nó bắt đầu nó có từ từ, nó cảm hóa chị. Em hát rất là cảm xúc hay, nhưng chị nghĩ em cần tìm một vài cái chữ trong cái bài hát đó. Ví dụ như câu đời từ muôn thuở, cái thở nó thêm cái hơi và cái lấy nhiều, nghe nó ray rứt hơn. Và bài hát này rất hợp với em. Thì lên cao em lên cũng tới, mà em xuống thấp cũng là hoàn toàn. Cho nên nhất là những cái chỗ luyến lấy thì em làm rất là đạt. Là tự vì hôm nay Họa Mi thấy rằng em tiến bộ rất nhiều trong cái cách xử lý cái bài hát, cũng như từng chữ như là chị Thanh Hà đã góp ý với em đó. Thành ra em làm rất tốt. Hoan nghênh Minh Luân hôm nay. Dạ, cảm ơn cô Họa Mi. Minh Luân xin được nghe số điểm của cô Phương Dung và cô Quả My ạ. Em xứng đáng 9.75. Họa My cũng rất là thích Minh Luân hát bài hát này. Và Họa My cũng xin tặng cho Minh Luân 9.75. Mỗi mùa mưa tới, người ta lại nổi cơn lãng mạn, rồi ai cũng ca nhạc buồn hết. Có lẽ bởi người ta cô đơn quá. Nhưng chắc là trong lòng ai cũng như tôi, khi nghe tiếng mưa lại chực muốn như mình là đứa con nít như ngày nào, được chạy ra dưới cơn mưa, hưởng một cơn tắm mát của trời đất, và thấy như mình chưa bao giờ già cỗi. Dẫu là trong cơn mưa người ta cô độc lắm, không có một ai đó ở cạnh bên mình. Cứ trẻ con đi, cứ yêu mưa đi, cứ vui đi. À, chị ơi. Sao trễ rồi mà chạy ngang thấy còn đứng đục mương, mình thấy buồn quá, thấy thương quá nên quay lại. Thấy mưa thích ghê luôn á anh ơi. Thích hả? Dạ. Thôi đừng có giỡn, cầm giùm tôi một cái. Dạ. Nè cầm đi, trễ lắm rồi. Lo mà về nhà với chồng với con đi chứ đứa này chi. Không, không sao đâu, tôi nói thiệt, tôi đàn ông đàn ăn, tôi dầm mưa chút xíu cũng không chết chóc gì đâu nha. Nhưng mà tôi không có quen với anh rồi, tôi biết anh ở đâu mà tôi trả. Trời khổ cô ghê, có cái áo mưa thôi suy nghĩ làm cái gì. Biết đâu mình có duyên mình gặp lại ha. Ơ mà tôi thấy ngộ nha. Tôi thấy như người ta giờ này mà đứng mà trú mưa kiểu này, người ta lo lắng muốn chết luôn. Không biết ở nhà người nhà mình trông chờ mình như thế nào. Cô đứng đây đục mưa mà lại là vui là sao tôi không hiểu. Thế anh không thích mưa à? Mưa thế này anh không thích à? Tôi nhớ hồi nhỏ nhà tôi á, cứ mỗi lần mưa nhà tôi ở đại lộ Lê Lợi, đi ngang cái bụng binh cây liễu, thế là con nít nó nhảy xuống dưới hồ nha. Nó đứng nó tắm mà nước mưa lên tới ngực vậy nè. Hồi nhỏ nha, tôi cũng thích là chạy lăng quăng với mấy đứa nhỏ là tắm mưa nè. Rồi tôi cũng là một cậu sinh viên, rồi cũng thích là mưa hoài, mưa mãi. Rồi có người ngồi sau lưng cái ép sát vào lưng mình, rồi cái cảm nhận hơi ấm của nhau. Mà nghĩ cũng lạ, cũng cùng cái áo mưa. Mà ngày xưa khi có người bên cạnh, mình thấy áo mưa sao nó vừa giận, nó ấm áp quá. Bây giờ cũng kéo mưa này mà mỗi lần mưa mình thấy sao cái áo mưa nó rộng thênh thang thùng thình. Do bây giờ không còn người phía sau lưng mình trong những cơn mưa,
cho nên tôi trở nên oán hận, căm ghét những cơn mưa. Cơn mưa đâu có tội. Nói như thế có khác gì? Anh đang ngược đãi chính kỷ niệm ấu thơ của mình, đang ngược đãi chính mối tình đầu đó. Cứ yêu mưa đi, rồi cứ sống trải lòng đi. Vì mưa mùa nào mà chẳng đến, và con người ta rồi sẽ thấy ấm áp thôi, dẫu chiều mưa không có em. Một manh áo không chia sẻ được với người tình, chia sẻ cho người xa lạ cũng thấy ấm áp vậy. Cảm ơn cô. Đi về nghe. Cô nói đúng lắm. Mình không được quyền ghét mưa, phải không? Giăng mắt mây không buồn trôi, gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Trầm lặng người đi qua trên đường phố rét mưa, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Để từng mùa thu đến, ra đi không mang tin, nỡ quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ tên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mỗi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em. Trên đường phố rét mướt, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Để từng mùa thu đến, ra đi không mang tin, nỡ quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ tên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mỗi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em. Chuyện ngày xưa biết sao, mỗi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng.
Xin chúc mừng thí sinh Quý Bình đã hoàn tất xong phần thi của mình. Và xin chúc mừng anh đã chấp nhận lời thách thức của tôi nhảy xuống hồ. Đêm tình mưa này á, là tôi thiết kế nó có ước lệ sâu lắng. Để mà sử dụng cái đạo cụ sân khấu thì một trong những người sử dụng hiệu quả nhất chính là Quý Bình. Kính thưa quý ban giám khảo, ngay trong từ buổi tổng duyệt ngày hôm qua, tôi thấy một chiếc cầu, tôi thấy cơn mưa, tôi thấy ao hồ, tôi thấy những cây dù trắng. Phần lớn các thí sinh đều chọn đi qua chiếc cầu đó đẹp, long lanh lắm. Nhưng đến khi Quý Bình thực hiện phần thi của mình, bạn đã vô cùng tiếc nuối khi không được lăn xả vào cơn mưa. Bình đã đứng đó chìa tay vào cơn mưa và cảm thấy chưa đã. Bình xin với bộ phận âm thanh, mặc dù tôi biết rằng các anh âm thanh rất tiếc cây micro. Bình lao vào cơn mưa. Và cái điều này giật gân không chỉ đối với anh Vũ Thành Vinh, đối với Quý Bình, đối với cả bộ phận âm thanh và đối với thí sinh biết tận dụng những cái điều mà tổng đạo diễn đã bày vẽ ra trên sân khấu như vậy. Thì bản thân tôi là một MC, tôi ngại gì mà tôi không lăn xả với Quý Bình. Thưa quý ban giám khảo, Quý Bình hát hai cái câu cuối cùng. Còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Bạn kết thúc cái chương trình với hai cái câu hát này với phần trình diễn hoàn tuyệt vời. Tuyệt vời. Một phần kết thúc tuyệt vời. Mình nghĩ cái hồ nước là có đủ giá trị của nó khi mà Quý Bình bước cái chân xuống rồi. Bây giờ làm sao? Nên là giờ là Quý Bình phải giúp cho... Nhưng mà Bình ơi, em cẩn thận, cả hai đứa cùng té nhé. Ngày hôm nay em đã lấy lại phong độ của em 100% so với cái bài Xóm Đêm tuần rồi thì chị rất là chán nản. Nhưng mà hôm nay chị là không có chỗ nào mà chị rình mò, rình rập, soi mói, bắt bẻ em hết. Bữa nay thì... Quý Bình xử lý bài hát rất tốt. Quý Bình hát bài hát này đó là tình cảm rất là ướt át, giống như em bây giờ vậy đó. Hôm nay là hoàn hảo, đoạn giữa cao trào rất tốt và coda rất xuất sắc. Và bây giờ Quý Bình sẽ chọn hai điểm số từ hai vị giám khảo. Em xin phép được biết số điểm của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Lúc đấy mà Quý Bình mà bước xuống cái hồ đó, Quý Bình có hình dung là nó sâu bao nhiêu cm không? Nếu mà với cái sân khấu này Quý Bình ước lượng thì nó chỉ khoảng hơn 1 mét thôi. 1 mét nhân lên cho 10 thì ra số điểm của Quý Bình. Wow, wow. Là 10 điểm đó cưng. Dạ, yeah. Cảm ơn Bình rất là nhiều. Yeah. Vâng, số điểm của Quý Bình là 10 mét thưa quý vị. Và vị giám khảo thứ hai. Mời cho phép Quý Bình được biết số điểm của chị Thanh Hà dành cho Quý Bình. Bây giờ sao quý vị? Bây giờ sao? 10 Dạ, cảm ơn chị Thanh Hà rất là nhiều. Và bây giờ tôi xin phép được công bố số điểm cao nhất của hôm nay. Với tổng điểm là 40, xin được chúc mừng Quý Bình. Nam diễn viên Minh Luân nhận được 9,75 điểm từ nữ giám khảo Thanh Hà và 9,75 điểm từ tổng đạo diễn Vũ Thành Vinh. Tổng điểm của Minh Luân là 39 điểm. Nữ đạo diễn diễn viên Phi Nga nhận được 10 điểm từ nữ giám khảo Phương Dung và 9,5 điểm từ tổng đạo diễn Vũ Thành Vinh. Tổng số điểm của Phi Nga là 38,5 điểm. Nữ doanh nhân Việt Hòa nhận được 9,75 điểm từ nữ giám khảo Họa Mi và 9,5 điểm từ tổng đạo diễn Vũ Thành Vinh. Tổng số điểm của chị là 38,5 điểm. Nam nghệ sĩ Tấn Hoàng 9,5 điểm từ nữ giám khảo Thanh Hà, 9,75 điểm từ nữ giám khảo Họa Mi, 9,75 điểm từ nữ giám khảo Phương Dung và 9,5 điểm từ tổng đạo diễn Vũ Thành Vinh. Tổng số điểm của nghệ sĩ Tấn Hoàng là 38,5 điểm.
Điểm số của các thí sinh đang giảm dần. Quý Bình đang dẫn đầu với 40 điểm và còn đến 3 thí sinh đang bằng điểm nhau với 38,5. Điểm số 2 thí sinh còn lại sẽ quyết định ai là người sẽ tạm dừng cuộc thi. Điểm của thí sinh Tuấn Tú trong đêm nay là... Chuyên gia trang điểm Tuấn Tú nhận được 9,75 điểm từ nữ giám khảo Thanh Hà, 9,5 điểm từ tổng đạo diễn Vũ Thành Vinh. Tổng số điểm của chuyên gia trang điểm Tuấn Tú là 38,25. Nam em nhận được 9,25 điểm từ nữ ca sĩ Thanh Hà và 9,75 điểm từ nữ ca sĩ Họa Mi. Và tổng điểm của bạn là 38,5 điểm. Với điểm số chênh lệch 0,25 điểm, nhưng đủ lực để quyết định ai sẽ đi tiếp và ai tạm dừng cuộc chơi. Xin chúc mừng Hoa Khôi Nam Em và cùng chia tay Tuấn Tú. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sâu, có nghe cay mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Nếu lỡ chúng mình hai đứa yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ, và rồi mình cách trở em để ta. Lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao ta sống khi mất nhau rồi. Vắng nhau đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết nhau thôi, thề yêu anh mãi muôn đời. Chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sâu, có nghe cay mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hơn
tâm. Nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi, đừng nói làm em sợ. Và rồi mình cách trở, em để tàng anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, làm sao ta sống khi mất nhau rồi. Vắng nhau đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết nhau thôi, thề yêu nhau mãi muôn đời. Vắng nhau đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết nhau thôi, thề yêu nhau mãi muôn đời. Chúc mừng nghệ sĩ Tấn Hoàng đã hoàn tất phần thi của mình và cảm ơn quán quân solo cùng Bolero mùa giải thứ nhất Lâm Ngọc Hòa. Thường thì khi em bước ra sân khấu em sẽ chúc mừng thí sinh hoàn thành xong phần thi của mình. Nhưng mà lần này em không dám chúc mừng hả? Em đã không bước lên sân khấu ở tư cách một người dẫn chương trình để chúc mừng anh. Và em cũng rất âu lo là anh Tấn Hoàng vừa làm mất mặt em. Tại vì em nói anh bị bệnh mà anh không có hát giống như một người bị bệnh gì hết trơn. Dạ, thật sự là vậy. Thưa ban giám khảo, thưa khán giả, cách đây 2 tiếng thì ban tổ chức có dắt Tấn Hoàng đi chích thuốc, chích giống như là chích cấp cứu á. Chích rồi bác sĩ có nói là kha được đó. Rồi tối rồi mới bị khan tiếng gấp 2 lần. Thì thôi bây giờ chấp nhận luôn, kệ. Mình còn một chút hơi nào phục vụ khán giả là Tấn Hoàng vui rồi. Bây giờ tối nay có như thế nào cũng được, không sao hết. Chào Tấn Hoàng. Dạ chào chị. Cái sự yêu nghề của em, khi em đứng ở đây, em hát không có cái vẻ gì khan tiếng hay là em đau bệnh hết. Có lẽ cái sự yêu nghề của em mà khi em đứng ở đây, tổ nghiệp cho em sáng rực lên. Và cái giọng hát của em hoàn toàn chinh phục tất cả những người có mặt. Em cộng thêm với cái sự kết hợp của Lâm Ngọc Hoa, hai người hình như là có một cái duyên gì đó trên sân khấu, mà một người đưa một người bắt, rất là nhịp nhàng ăn ý. Thành ra chính cái yêu nghề đó là một cái điểm son mà chị cho em 10 điểm hôm nay. Em không biết làm sao mà khi mà anh Tấn Hoàng bước ra đó, tự nhiên em muốn khóc. Thật sự là Hòa My là một nghệ sĩ, thì cũng như anh cũng là một nghệ sĩ. Nhưng mà khi mà một nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu, mình không có quyền rời bỏ sân khấu. Khi mà Tấn Hoàng quyết định mà bước lên sân khấu, Hòa My chờ đợi một cái tiếng hát gọi là không biết rằng là có bị bể hay bị khan hay bị gì đó thì không thấy. Nhưng mà khi Hòa My thấy anh Tấn Hoàng bước lên sân khấu với một cái giọng rất là đẹp, rất là xúc động. Nhìn mưa trên phố em có thương sâu. Trước khi mà nhận xét riêng cái phần của anh đó, là Thanh Hà phải cho phép Thanh Hà nói là cái dàn dựng và những cái mưa bong bóng, cái bong bóng rớt xuống và cái bản diễn của anh và anh là một cặp đôi hoàn hảo trong cái tiết mục của anh. Riêng Thanh Hà khi mà nhìn thấy cái tay anh có một cái vết băng keo băng lên đó, thì Thanh Hà cũng dám hỏi thêm là sợ nếu mà hỏi thêm anh nói thêm thì là anh lại mất cái sức, cái lực của anh. Riêng về phần hát của anh đó thì Thanh Hà thấy là anh vẫn độc chiêu, anh vẫn rất là hay. Giọng anh hôm nay nó không có được khỏe như những ngày trước, nhưng mà anh không bị chênh nốt nào.
khi anh dùng cái chữ anh yêu em yêu nhiều lắm. Vẫn biết anh yêu em yêu nhiều lắm. Gần như là anh không hát nữa mà anh nói cái câu đó với cái người đó. Thanh Hà rất là đồng ý, và xét về cái mặt gọi là trình diễn và hát thật là tuyệt vời. Thanh Hà vẫn còn rất là yêu anh, mặc dù tuần rồi là có hơi nặng nề với anh một chút, nhưng mà đã yêu anh trở lại rồi. Mối tình nào mà không có hờn giận hả chị Hà? Lâu lâu thì mình cũng phải dỗi người ta, cho nên người ta hôm nay người ta mới cố hết sức, người ta giành lại cái trái tim của mình đó. Và một trái tim mới toanh của bàn giám khảo. Nhưng mà tôi cũng được biết rằng là anh hoàn toàn không phải là một nhân vật quá mới lạ đối với nghệ sĩ Tấn Hoàng của chúng tôi. Có thể đây là lần đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc nhìn thấy Tấn Hoàng ở tư cách một thí sinh trong một cuộc thi ca nhạc. Xin mời ý kiến của anh. Nhận xét về anh Tấn Hoàng, có lẽ là Hữu Quốc xin phép được đứng dậy, bởi vì anh Tấn Hoàng là một người anh trong nghề của Quốc. Quý vị khán giả biết là lúc cách đây nhiều năm, khi anh Hoàng mà ảnh diễn hài chung với anh Bảo Chung á, mà mỗi lần diễn hài mà anh cất giọng anh hát lên, cái là ở dưới ta vỗ tay rần. Mặc dù anh Tấn Hoàng không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cái giọng của anh Tấn Hoàng nó có cái chữ tình nằm ở trọng. Đúng là tình bolero. Anh Hoàng hát mà nó đẩy những cái cảm xúc. Nên á, khi mà hồi nãy là Trác Thiếu Miêu có nói là anh Hoàng xin phép được dừng lại, thì bản thân Hữu Quốc là không đồng ý cái điều đó. Anh em chúng ta làm nghề với nhau, cho dù chết trên sân khấu, chúng ta vẫn phải chết trên sân khấu. Không một lý do nào đó mình phải dừng lại. Và em tin chắc rằng qua cái tình bolero này, anh Hoàng sẽ lấy lại phong độ và khán giả vẫn tiếp tục thương anh. Em chỉ nói một điều với anh là anh rất tuyệt vời. Cảm ơn ban giám khảo. Dạ, Tấn Hoàng xin thành thật cảm ơn khán giả. Dạ, cảm ơn ban tổ chức đã cấp cứu cho Tấn Hoàng mũi thuốc. Mặc dù tối nay Tấn Hoàng có như thế nào, Tấn Hoàng vẫn vui. Mọi người ở với anh đều đứng bên cạnh anh. Anh yên tâm. Dạ, em muốn nghe điểm của em Phú Quốc. Em thì không khác cô Phương Dung. Anh cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em. Tôi là người đứng ở đây hàng đêm để kêu gọi những tin nhắn ủng hộ. Số lượng những tin nhắn đó không thể can thiệp vào điểm số và con đường của các nghệ sĩ. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay với nghệ sĩ Tấn Hoàng, người mà ngay từ đầu chương trình tôi không chọn gọi là một diễn viên kịch nói, mà tôi chọn gọi anh là một nghệ sĩ thoại kịch. Và ngày hôm nay anh đã dạy cho tôi một bài học rằng khi người nghệ sĩ nguyện chết trên sân khấu, thì ngay vào khoảnh khắc đó họ sáng và họ đẹp nhất. Và tôi tin rằng sức thuyết phục của nghệ sĩ thoại kịch Tấn Hoàng trong nhạc phẩm vừa rồi đủ sức để lan tỏa tình cảm đó, sự thiêng liêng của sân khấu đến với mỗi quý vị khán giả tại khán phòng hay ngồi trước màn ảnh nhỏ. Xin cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn khán giả rất nhiều. Kính thưa quý vị, kể từ hành trình đầu tiên của solo cùng bolero thì đã dấy nên một vấn đề tranh cãi. Cái tên, điều đó có định nghĩa cho tiết tấu của bolero là một điều bắt buộc hay không? Và cái chất của bolero. Cho đến hành trình tình bolero 2016, chúng ta có thể thấy một tỷ lệ lớn những ca khúc nhạc phẩm được sáng tác vào thời kỳ này đã được sáng tác với tiết tấu bolero. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa rằng cái tên mang tính ước lệ, đó là một định nghĩa. Nhưng còn cái chất của tình bolero thì đã xuất hiện trong hành trình này từ mùa giải đầu tiên của solo cùng bolero, khi xuất hiện một á quân với giọng hát mà không ai có thể phủ nhận được thuần chất bolero. Và đêm nay anh tái ngộ với khán giả với một sự hội ngộ mới, một giọng ca đã cất lên trên sân khấu này ánh sáng của cô Đom Đóm. Vâng, Thà Trắng Thà Đen, một nhạc phẩm như sự gặp gỡ giữa chất bolero của mùa solo cùng bolero đầu tiên và chất bolero trong giọng nữ mượt mà của nữ đạo diễn Phi Nga trong tình bolero 2016. Út Nga, anh làm gì cứ đi theo tôi hoài vậy? Anh có đi theo Út Nga đâu,
Tại cùng đường chứ bộ à. Cùng đường gì? Mà Úc Nga này cũng kỳ thiệt á. Sao tự nhiên nói tôi kỳ? Bao lâu nay rồi mà Úc Nga không hiểu được cái lòng của tôi. Tôi hiểu chứ. Anh cứ theo cà ràng mấy năm trời à. Cả xóm còn hiểu chứ đừng nói gì tôi. Nhưng mà từ nay á, anh đừng có đi theo tôi nữa. Tôi nghe nói gia đình chuẩn bị giảm hỏi ở xóm dưới cho anh. Thì anh cứ đi hỏi vợ đi, theo tôi làm gì? Cái chuyện đó là đó của ba mẹ của tôi. Nhưng mà tôi đâu có chịu. Không, tôi cũng muốn anh bất hiếu với cha mẹ anh đâu. Anh cứ đi hỏi vợ đi. Tôi cũng lên thành phố rồi. Úc Nga lên xì phố? Ừ. Rồi chừng nào Úc Nga gì? Tôi không có về nữa đâu. Lên đó chắc là tôi lấy chồng luôn trên đó. Anh đi về hỏi vợ đi. Đừng có đi theo tôi nữa. Úc Nga! Không còn yêu nhau thì thôi. Anh nói ra đi chẳng đến một lời. Có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành giảng dối. Em không hề kết tội anh tình không chọn gieo neo làm chi. Anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ngã, em về chọn tình duyên mới. Còn anh đi cưới vợ là xong. Chôn kín trong tim, đời sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ. Bật lòng chi mối duyên hờn, duyên tình không chọn xa nhau là gian dối chi thêm đớn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lụy vương. Úc Nga lên Sài Gòn thiệt hả Úc Nga? Tôi đi thiệt đó. Tôi lấy chồng trên đó luôn. Đừng có chờ tôi nữa. Duyên tình không chọn gieo neo làm chi. À, đường tình đôi ngã, em về chọn tình duyên mới. Còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bẽ bàng. Kỷ niệm chôn kín trong tim, đời sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ. Bận lòng chi mối duyên hờn, duyên tình không chọn xa nhau là hơn.
gian dối chi thêm đơn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lụy buông. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lụy. Úc Nga, Hồng Y thấy là từ những cái bài hát trước cho tới bài ngày hôm nay là Phi Nga hát hoàn toàn nhất đối với lại cô My. Cô My thấy vậy đó, nghĩa là không có bị phô mà đầy đủ hơi, nhưng mà chỉ có một chút xíu thôi, là chỉ có hai chữ là nó hơi dính liền với nhau. Thì Phi Nga để ý một chút là cái chỗ xa nhau là hơn đó, là hơn, nó dính nhau luôn, thành ra chỉ có cái điều đó là tiếc thôi. Nhưng thật sự là hôm nay Phi Nga hát rất tốt. Đó. Dạ, cảm ơn cô. Hoan hô. Dạ. Cảm ơn nữ giám khảo Hà My. Thưa anh Hữu Phúc, thì cũng như anh mong đợi, mặc dù chương trình này không phải là một chương trình mình sẽ xuyên suốt với các tiểu phẩm và hoạt cảnh để các thí sinh của chúng tôi thi triển hết khả năng diễn xuất của họ, nhưng mà với riêng tiết mục của nữ đạo diễn viên Phi Nga thì anh nhận xét như thế nào về lựa chọn bạn diễn này ạ? Khi mà Phi Nga chọn Minh Trung diễn chung á, là một cái sự lựa chọn là rất là thông minh. Xuất phát của Phi Nga là một nghệ sĩ cải lương, rồi sau nó đi ra đi diễn kịch, rồi bây giờ lại thấy là Phi Nga là học đạo diễn rồi ra làm đạo diễn, rồi bây giờ lại hát A Tình Bolero nữa. Nói về những cái sự gắn kết này á, trong nghệ thuật thì nó có những cái loại hình mà nó tương trợ cho nhau. Cái sự kết hợp hoàn hảo giữa tình của dòng nhạc bolero và cải lương nó trở thành một cái bản tân cổ giao duyên mà đến giờ phút này là nó đã sống và tồn tại trong lòng người dân Nam Bộ nói riêng, và dường như nó loan tỏa cho cả nước. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Quả tình rất là, cá nhân Thúy Miêu rất vui mà khi anh đề cập đến cái vấn đề này, thì tại vì ngay từ tập đầu tiên quý vị khán giả có thể thấy cái sự song hành của nghệ thuật sân khấu, diễn xuất sân khấu từ thoại kịch cho đến cải lương với lại tân nhạc, nó gặp nhau ở ngay cái đỉnh cao, đó là cái tính bản địa trong âm nhạc bolero. Và cũng dường như là một cái duyên không hoàn toàn ngẫu nhiên, mà đa phần các nghệ sĩ thí sinh của chúng tôi cũng bước ra từ môi trường diễn xuất của sân khấu. Và rất cảm ơn anh đã lại tiết lộ thêm một cái điều mà chính Thúy Miêu trước đây cũng không biết, là chuyên môn của Phi Nga lại là ca cổ cải lương, phong Nga. Ủa sao giấu nghề tôi ạ? Học ra trường rồi nhưng mà 20 năm nay chưa bao giờ được hát. Dạ hát câu giọng cổ đi. Thì đó, tôi tính mồi vô cái đó đó. Tôi không có tin anh Hữu Quốc, tại vì người ta nói là không có tin mấy cái người đàn ông đẹp trai. Cho nên anh nói tôi không tin, cho nên làm sao để tôi tin được thì là. Dạ em hát thử một câu, không một biết câu lâu quá em sợ bị đứt hơi. Bị đứt hơi, dạ giám khảo cái từ điểm mà ở trăm điểm mà. Không, con không thể dâng rượu độc giết chết đức vua người mà con hằng yêu thương say đắm. Trải bao đắng cay thì con với chê mừng đã là duyên sắp đặt với nhau rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Rất là ngọt ngào. Và người ta vẫn có hơi thể dài lắm. Nhận ra Phi Nga của cải lương trong chính cái làn hơi mà Phi Nga mang vào bolero. Ta có thể thấy rằng là cái sự gần gũi của hai loại hình nghệ thuật sân khấu qua một cá nhân điển hình như vậy. Rất cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Và bây giờ Phi Nga, bạn có thể chọn hai vị giám khảo công bố số điểm của họ ngay bây giờ. Dạ em xin chọn chị Thanh Hà và cô Hòa My. I love you. Hôm nay thì 9.75 ha. Dạ em cảm ơn cô. Cảm ơn quý ban giám khảo. Rất nhiều khán giả đã từng hỏi tôi là vì sao những nhạc sĩ dòng bolero lại ưu ái các tác phẩm viết riêng cho Đà Lạt đến như thế.
Chị kẻ hậu duệ như tôi chỉ có thể đoán được lờ mờ rằng có lẽ bởi nửa đầu thập kỷ về trước, phần lớn di dân đến với Đà Lạt là đến từ Trung Phần và đa số là từ cố đô Huế. Bởi vậy mà âm hưởng trong các tác phẩm viết về Đà Lạt lại mang âm giai của tân nhạc Huế dịu dàng đến như thế. Và chỉ có những giọng nữ trong trẻo mới vẽ được nên cái cảnh sơn cước hữu tình của miền Đà Lạt. Thị trấn nhỏ trên từng triền dốc, gốc thông đó cũng như vẻ đẹp của người con gái miền Trung vậy đó chị. Tuy trong trẻo nhưng lại đượm buồn. Cũng chính bởi cái vẻ đẹp đó, Đà Lạt trở thành một người tình bí mật, chỉ thi thoảng đối hoài. Thơ quên những đêm sương đổ trắng mắt mùa, quên người em gái ngày xưa, quên đường xuôi giấc mộng mơ những khi chiều vắng hẹn hò. Giờ xa nhau quá ơi Đà Lạt thơ, đổ xuống bàn tay có người
anh lên với em rồi nè. Nam em, Nam em hả? Nam em, tại sao vậy? Nam em à, Nam em, tại sao vậy? Tại sao vậy? Làm gì mày liếc tao? Hả? Mày hét người tao đi á, mày vui lắm hả? Cái gì lắc đầu? Mày nói tao biết đi. 6 tháng rồi tao lên đây tao thăm cổ, tại sao bây giờ cổ bỏ tao có đi? Hả? Gọi điện cũng không nghe, nhắn tin không trả lời. Sao vậy cậu em? Trời đất ơi, cái gì vậy? Hả? Dạ, chị lên rồi lan nhỏ quá trời, nhỏ biết gì đâu nè. Trời ơi, hỏi chị nè, 6 tháng trời em lên em thăm cổ đó, mà giờ em vừa gặp cổ, cô liếc nhà em cái cô bỏ đi luôn. Ôi em ơi. Dạ? Chị đây mà em xa chị 1 tháng thôi chị cũng bỏ, chị đừng nói đến nam em. Ta nói rằng là cái gì xa mặt cách lòng, thấy chưa? Bây giờ chị nói cái câu mà xa mặt cách lòng rồi á thì em mới nhớ. Ôi, đúng ra. Đúng rồi, nguy hiểm đúng lắm. Là, đúng là lỗi đúng của rồi. Em. Nhưng mà nói thật với chị nha, mấy tháng qua do công việc của em cũng đi công tác ở nước ngoài suốt à, nhưng mà tụi em vẫn thường xuyên liên lạc điện thoại với nhau. Ơ, nhầm nhò gì liên lạc ba, cái bậy bạ nhầm nhò gì. Phải gặp nhau đưa người ta đi chơi, người ta sống ở đây nè, thác nước bên đó, ngựa bên này, ông anh đẹp trai bên đó mất bồ như chơi cơ. Nhưng mà ít ra cổ cũng phải gặp em để nói chuyện rõ ràng, để em biết coi là em sai ở chỗ nào, để em còn sửa sai. Yêu nhau mà cứ vậy hoài á, làm khổ cả hai thôi. Nếu mà mình không thương nhau cho chót thì chớ mang nỗi sầu theo bước đời, đúng không chị? Đó, cái câu này nghe rất là quen. Cái dạ, này là... cái câu này á, trong cái bài hát mà Hai Lá Mộng của nhạc sĩ Trúc Phương á. À, thấy cô em một ngồi một mình buồn quá, xin phép ngồi nói chuyện cho vui. Ủa? Con nhạn đen đen khét nắng. Trời cô ơi, Hai Miu. Trời đất ơi, tôi xin lỗi. Bây giờ là ca sĩ nổi tiếng rồi. Từ bán dĩa dạo mà đi làm ca sĩ giỏi quá. Tôi lên Sài Gòn không phải đi bán dĩa dạo đâu. Tôi lên Sài Gòn theo ý người ta là đi học đàn, học hát. Rồi tôi nghèo quá, lên thành phố tiền đâu học. Rồi tôi mới đi bán dĩa dạo đó để hàng ngày tôi được nghe, tôi được học. Để từ đó mà tôi cất tiếng hát của mình. Như cái lần mà tôi gặp cô Hai rồi hát cho cô Hai nghe cái bản Người Ngoài Phố đó, cô Hai nhớ không? Rồi... rồi hai người làm sao? Thôi thôi, hồi chuyện của tôi buồn lắm, thôi đừng nhắc nữa cô Hai à. Rồi, chắc là lên Sài Gòn rồi bây giờ sang trọng láng lẫy quá. Quên mối tình quê phải không, chê người ta chân phèn đúng không? Kìa, cô Hai. Cô Hai nói gì kỳ vậy? Cái chuyện này ở Sài Gòn thường lắm chú em ơi. Không cô Hai à. Quên. Quên làm sao được cô Hai. Mấy năm buôn ba ở Sài Gòn, có được chút tiếng tăm trong giới ca sĩ, tôi trở về quê tìm người ta. Nhưng mà bà con nói là nhà cổ dở nợ gì đó rồi bỏ nhà đi xứ khác. Cũng kể từ đó tôi với cổ mất liên lạc với nhau đến tận bây giờ. Tôi tìm suốt bao nhiêu năm nay, tôi tìm giữa cuộc đời, tôi tìm trên sân khấu, cô biết không, đêm nào tôi cũng hát cái bài hát đó. Gọi đến có đêm mà khán giả không muốn nghe bài hát đó nữa mà tôi vẫn gọi. Những bài hát cũ có khi nhiều người không còn muốn nghe nữa. Nhưng cái tình của người Việt với Bolero như một cuộc tình dài, mà chỉ cần cất giọng lên, xin được trọn kiếp vẫn còn gọi tên nhau. Tìm tiếp đi cho em, hát tiếp bài ca cũ đi cho em. Xin phép cô Hai, tới giờ tôi phải biểu diễn rồi. Kính thưa quý vị, và đêm nay, để mở đầu cho phần trình diễn của Quý Bình, xin gửi đến tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa, Xin Còn Gọi Tên Nhau. Thank you.
tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng. Chiều đông đưa những bước chân đầu mang, chợt nghe mùa thu bay trên trời không còn ai giữa mênh mông đời mình. Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ, phố vẫn hoang vu từ lúc em đi. Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trăng cơn ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bay đi. Còn gì trên đôi tay nên thầm hờn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nổi trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu cho mình nhớ gọi thầm tên trên môi. Lời nào gian dối cũng xin quang rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu cho mình nhớ gọi thầm tên nhau. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau tên nhau.
chiều hôm thật nhiều, chiều chiều ven biên bên đường cô đơn dừng bước, từng bầy đăm đăm như thắp sáng kỷ niệm của chúng ta, ngày xa xưa chơi trò đi trốn nhau, cho anh đi tìm gọi em đơm đơm ơi. Anh khéo nên em thường hay giận hờn, một lần anh thua em trèo lên trên ngọn khế, cho duyên mình nên lứa đôi. Xa cách em lo tình kia nhạt nhòa, chiều chiều ra sân em còn trong phương trời thắm, nhìn bầy
Đôm Đôm ơi, cho em nghe lại. Đôm Đôm ơi, như ngày xưa. Đôm Đôm, Đôm Đôm. Anh tiếng tiếng
chàng ơi, chàng ơi, khó gì. Sao anh không hỏi, sao anh không hỏi, sao anh không hỏi những ngày giờ đây, giờ đây, đây, giờ đây, đây em đã có chồng. Em đã có chồng như chim chim vào lòng, như cá ngậm mồi. Chỉ là những dỗi hờn của biệt ly hay những hẹn hò chưa trọn, có khi đó là những cuộc biệt ly chua chát khi lối mộng đã nhuốm màu toan tính của thời cuộc kim tiền. Và có khi những toan tính đó chua chát xót xa cho cả người ở lại và kẻ ra đi. Mình ơi, mình ơi, mình, em về rồi nè. Trời đất ơi, anh chờ em muốn chết luôn. Trời, từ sáng giờ ngồi em kia cầu muốn tự giận luôn á. Em ơi, em đi thành phố về hả? Dạ. Đi thành phố về đẹp quá trời đẹp luôn. Em cắt nước không? Để em đi pha nước cho em tắm. Khoan khoan mình ơi, em nói nè, em có chuyện này vui lắm. Mình ngồi xuống đi em kể cho nghe. Chuyện gì? Số là em đi thành phố, em gặp ba má, em xin ba má cho mình cưới em. Vậy hả? Em ngồi đây. Em ngồi xuống đi. Rồi ba má nói sao em? Ba má nói mình nghèo quá à, già nữa. Má không có chịu. Nghèo thì anh đồng ý, mà già là không đúng. Tại anh lớn tuổi thôi. Thôi sao không chịu anh vậy? Thôi mà thôi, cái chuyện đó không nói đi. Bây giờ quan trọng là mình biết sao không? Ba má hả, giới thiệu cho em một mối hả sộp lắm. Mới hả, bây giờ muốn dặn ngõ thôi mà hả, muốn đặt cọc quá hả, mấy trăm lượng vàng rồi đó. Trời đất ơi, có người mà làm như món hàng vậy, đặt cọc mấy trăm lượng. Nhưng mà anh ở đây anh chuẩn bị hết rồi. Anh để dành tiền rồi anh mượn vòng, anh gom được tiền rồi, mà tại sao em đối xử với anh vậy? Anh gom được nhiêu, chỉ không? Chỉ mốt. Con chỉ mốt cũng phải đi gom, đi mượn. Tại mình nghèo phải chịu thôi em. Anh biết anh nghèo. Thôi được rồi, để em đi lấy chồng. Em kiếm tiền về, em trả nợ cho anh chỉ mốt. Anh để chỉ mốt đó anh xây lại căn nhà đi. Còn hả, tiền dư á, anh gửi ngân hàng á. Anh không cần phải đi làm gì hết. Anh ở lại nha, giữ gìn sức khỏe. Tôi đi. Em à, anh, tại sao em đối xử với anh như vậy em? Lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu.
đời em là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì, ngờ như không biết hay tìm quên đi. Từ khi em nỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chắp cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng, đời như chít lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em đến tôi nhớ tôi mong, cách chia nào chẳng đâu. Trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi rớt trong tâm hồn. Tình yêu chắp cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng, đời như chít lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em đây tôi nhớ tôi mong, cách chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em có biết hay không, mà sao em đây tôi nhớ tôi mong, cách chia nào chẳng đau lòng. Mình ơi. Ủa về rồi hả Mình? Sao? Mình khóc cái gì nữa? Mình bỏ anh mà mình khóc cái gì nữa? Đi lên cầu coi chừng té đó nha. Mình ơi, thật ra không phải vậy đâu. Mỗi lời tàn nhẫn em nói ra giống như ngàn mũi dao đâm vào tim em. Nhưng em quyết định phải giải thoát cho mình. Ái tình có lúc cũng chẳng mấy khi thật thà, khi người ta yêu nhau quá đỗi mà cuộc sống lại khắc nghiệt quá chừng. Mỗi người con gái sang sông, mấy ai không bâng khuâng tự hỏi mình, rồi một ngày mai đó sống bên chồng, cơn mưa nơi xứ lạ có làm khơi lại những ngày tháng mặn nồng đã cố vùi vào quên lãng. Và con đường được chọn ấy sẽ đưa em sang đâu? Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu? Mưa bên trời có làm
nhau rồi thôi lỡ, cho thần tiên chắp cánh xót đau người tình si. Một lời thương, một lời yêu.
mai lỡ hai mình xa nhau. Đừng khóc cho mi hoen sâu, ghi nhé em chuyện vui ban đầu. Đừng để tình ta phai tan mau, lời nguyện xin khắc sâu. Mãi nếu hai mình xa nhau, từng bước đêm em ai dìu, em khóc ai người dỗ nuông chiều, và ai dè thở cho em yêu trong đêm buồn quanh. Thật buồn, thương em tính mang nhiều tuổi hơn, và hay bắt anh đưa đi chơi trong những đêm mưa bụi nhiều thật nhiều, vì mùa mưa em biết. Mai nếu hai mình xa nhau, từng bước đêm em mỏi mắt thương sầu, kỷ niệm một đêm ta chót trao, yêu nhau đừng phụ nhau. Xa nhau, từng bước đêm em ai dìu, em khóc ai người dỗ nuông chiều, và ai dè thở cho em yêu trong đêm buồn quanh. Thật buồn, thương em tính mang nhiều tuổi hơn, và hay bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều, vì mùa mưa em biết. Mai nhé hai mình xa nhau, tội lầm em tuổi thơ dài, đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sầu, kỷ niệm một đêm ta chót trao, yêu nhau đừng phụ nhau. Đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sầu, kỷ niệm một đêm ta chót trao, yêu nhau đừng phụ. Em bỏ anh thiệt hả? Thôi, ừ, anh nói lại mạnh giỏi nha. Thôi anh đi. Thôi anh đi mà. Nói trước cho biết luôn, cái nhẫn này là của bà Trác Thúy Miêu. Ông Vũ không tặng bà Miêu chứ có tặng em đâu. Trời ơi, làm gì dữ vậy? Anh này người ta giỡn á. Giỡn gì kỳ vậy? Ta giỡn một xíu. Này có chị Miêu, em giữ giùm chị ra, giờ em trả lại đó. Lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sờ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lòng. Em cứ hỏi lòng
trở về em khóc thầm trong mơ. Nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau. Xin em hiểu dừng đời anh, lênh đênh kiếp phong trần, nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau. Có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau. Vào nhà em muốn ghé vào thăm, sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Dài. Đêm trở về em khóc thầm trong tay. Nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau. Xin em hiểu dùng đời anh, lênh đênh kiếp phong trần, nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu. Có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau. Ta chỉ cần hai đứa mình.